vào trong nhà ấy, vào luôn trong nhà đấy, bắt vào luôn trong nhà mà cam. Rồi anh em ạ, rồi xin chào tất cả các anh em ở trên NonoLip, chào mừng anh em đến với K2 của trực tiếp game đây. Anh em thấy tôi vừa mới vào đã thấy Riku-san đang ngồi sẵn ở trên phím đàn rồi đây. Mời tất cả các anh em NonoLip. Ok, đi con. Ok gì vậy? Ai? Điều gì cái gì lại bắn gắt à? Tứ nha. Tứ bắn lại khổ. Yêu yêu chưa ai kịp. Vừa vào đã thấy Riku-san đập. Em nãy giờ đang chết đói nữa nha anh nha. Thế à? Anh đây cho đồ ăn rồi. Vâng, nếu anh em chưa được nghe thì đây là bản nhạc có tên là bản nhạc gọi là vĩnh biệt cuộc đời. Đâu rồi? Ở đâu? Đây đúng không? Đây. Sao? Đây đây, nhà bọn tôi ở trong Roots đây. Đấy, hôm nay thì nhà bọn tôi vào là anh em đã thấy đã nâng cấp như này rồi. Bây giờ là thôi em nhanh lên và ngồi. Rồi. Đấy. Ôi dồi ôi, khiếp anh em nè. Nhà này có bản quyền đấy em. Anh ơi, đích đến anh ơi. Cái này người ta gọi là tiếng đàn ác tiến đạn đây. Ác tơi, bọn cho cái đồ này nó ác là mình. Mời anh em nghe. Còn đấy làm gì? Anh biết bài gì không? Anh không. Tí đoạn giữa chắc anh biết để... Anh biết đéo, âm nhạc anh ít nghe lắm. Em đang cam hai thằng ở ngoài là các anh có ra có vui không? Không em à. Thôi kêu ngăn thủ càng cho, nghe cho sướng được mà. Ô mà như nó đổi hết tên của trên trong người chat trong bảng chat luôn mà. Cái bộ này nó AFK ra coi stream rồi ta, nó tìm hoàng thấy nó ta. Đây. Mẹ nó hơi đau mẹ rồi. Sao? Không, chúng nó ở dưới. Ở dưới dùng lúc đâu vậy? Có bộ này nước ngoài đấy, không phải sao? Lúc dưới gì đâu vậy? Kéo mẹ tiếng đàn, bên ngoài thì tiếng đạn tiếng súng, bên trong thì tiếng đàn. Đến lúc chiến đấu thôi em ạ. Bây giờ không phải lúc đánh đạn rồi. Chúng nó đâu bắn anh ạ? À. Ôi thằng nào bắn em đây? Anh Dũng nha. Em đã hồi nãy em trước khi anh vào em mất công em mặc đồ cho anh, em sắp xếp súng nhét vô xét cho anh em. À thế hả? Đúng rồi. Thì bây giờ đây anh lại nhặt lại, sao anh lại sắp xếp lại cho em? Anh ở đâu nào đối xử với em hả? Chúng nó bay em sân bay mang cái đồ sân... đấy anh lại nhặt lại đồ anh lại mặc cho em. Bộ anh quá. Khóc rất đơn. Quá thật đấy, em tưởng anh đùa. Anh đang ở đây, anh đang muốn tập trung để nghe xem là bên gì? Ngoài tiếng động không, thế nào. Không, anh vào xác anh sẽ không có gì nữa. anh đùa thôi, làm gì có à, phải có chứ em. Dưới này đang có hai thằng ngon vãi, có súng. Dưới nó luôn rồi. Đéo nào vừa mới vào đã mẹ bố đời này rồi. Ngăn chưa hồi sinh hả em? Bao lâu mới hồi sinh em? Anh từ ra là được chứ à? Ừ. Thế làm phải bao lâu em được hồi sinh, anh nhớ em quá. Vãi cả hack thôi. Cái kỳ tu hack luôn à, hack đi xuyên từ hack cả đi xuyên đêm luôn à. Sao biết? Em đứng ở trong bóng tối mà. Em còn không nhìn thấy nó bắn được xuyên cả đêm luôn, bắn nỏ, bắn cung luôn à. Vãi cả trưởng. Mẹ game này hack dễ mày à. Chắc có biết vị trí của chắc anh. Chắc có biết vị trí thôi, không, mày chưa chi đã đổ cho người ta hack. Hôm nay cái thằng nó bắn ở trên bâu kia anh cứ kêu hack. Xuống. Chắc chắn là hack. Ai cũng kêu là hack. Thì bọn đấy toàn chơi ngàn giờ thôi. Thật, chúng trình cao rồi. Giờ mày mà nắp được cả mắt. Với cả tối này cũng nhìn được mà. Nếu mà anh chạy trên màn đêm ấy, anh chạy. Không, tao ngồi im mày điên à? Tao ngồi im mà. Anh ngồi trên nhà đúng không? Pat bất cửa thay ra. Ngồi ở giữa mẹ cái đống. À Pat này em ờ cái chat lên trên Discord ấy không bị hiện đâu. Mày ra xem stream của anh thì mày biết. Mày ra xem stream anh. Không nhá. Eo hiểu từ bệnh hoạn VL. Thằng ý hack, chắc chắn là ý hack. Bảo Hunter ra xem chim anh ạ. Bẩn. Không bình thường quá. Eo hiểu. Sự bẩn. Đứng ngoài trời là không nhìn thấy rồi. Kể bẩn cả VL. Hỏi mắt tinh như nào không thể nhìn thấy được. Ôi dồi ôi. Mà cái khoảng cách bao nhiêu? Lý bao nhiêu? Nó xa thì phải xa phải lìn luôn đấy. Mày ra xem chim của anh. Ê, biết. Cửa trong này không cài còn khóa em. Ai tên là gì? Thằng ấy tên là gì đây anh không biết, anh quên luôn à? Eo vừa mới vào đã thế này rồi còn khổ thân tôi không?
khổ em đây. Em đợi bao lâu, nhanh mà vừa được luôn. Còn 20 giây nữa. Đây. Con này mấy anti cheat của nó hơi kinh đấy. Đúng rồi, không hack đâu, em cứ tứ cứ. Thế nào có đèn pin không, cho anh cái đèn pin cái khổ. Con này coi con anti cheat nó là kinh hơn con AK ấy chứ. Con này á. Con này anti cheat nó dùng cái bản mất tiền đấy, bạn làm tiền mà đít. Đúng rồi. Hả? Sao em? Anh thấy cái Thompson trong tùng không? Anh đã anh cầm Thompson ép lên là nó có đèn á, em bỏ mà cái Thompson có cái có đèn ở trong cái kinh vậy. Phát bây giờ đi mua đồ ăn cho vợ à? Đâu có, em đang đi Hunter, đang đi tìm ở kia mà. Thế đây, ở đây có mấy thằng là Ruthan này là thằng nào? Thằng gì đấy? Ở đây là nó đổi hết tên, anh bật streamer mode nó đổi hết tên rồi, có Ruthan này đang cầm khẩu súng này là tứ. Rồi, Ruthan này là tứ. Tứ đang cầm khẩu súng và nhìn trong mẹ trong cắt bụng đây em. Chán với lờ đấy. Ôi mà nó đổi hết tên người trong chat luôn đúng không? Ừ, không, nó chỉ đổi tên trong team mình thôi. Súng xịn thế này. Sao bây giờ vào lại phải invite lại tu team à? Hồi tứ gặp vợ đó. Ủa anh tơ đó. Thôi mời anh vào lại team đi. À, đang ở trong team mà. Anh đang trong team em mà. Không, không, không. Em chat lên, em chấm lên, anh có thấy gì không? Ờ, được rồi. Mắc target thấy không? Chat em... anh tắt chat rồi, anh tắt khung chat rồi. Anh tắt global chat rồi. Hình như là sao team của mình mới có mỗi hai người thì đéo nào. Em cả anh được rồi. Làm sao để add được thêm mấy thằng này vào? À đây invite to team đây. Jock ghe là ngân rồi. Jock le đấy. Ngân. Đâu có thấy cái bọn thanh lọc ở đấy không? Nó máy bay nó chạy rồi. Ông nào đang ngủ đây này? Pháp à? Pháp rồi quay lại kia đi. Thế đây là ông nào đang nằm ngủ trong này đây, cũng là bang mình à? Ông nào ta? Chết bà, nằm ngủ đéo gì anh? Cái bọn là... Đâu, cái xác của em á. Đây, ông nằm ngủ, ông Tameka nằm ngủ đây mà. Ôi, Pháp ơi, tắt đèn đi, Pháp ơi, tắt đèn. Cái xác của em hồi nãy. Cái thằng đang nằm trên cái bàn này cơ mà em. Đứng ở đây thôi. Ủa, có đâu? Tameka này. Ơ, mà à? Không biết. Sao lại thấy có ông Tameka đang nằm đấy? Tadeka là thành viên của Hunter. À rồi. Đây, tôi nãy giờ vào hơi kỳ lạ tí, bây giờ thông báo với anh em là trong server bây giờ rất là loạn lạc rồi. Nó còn có cả cái bang đéo của thằng Đạt cơ. Bọn tôi hôm nay vào đây, tôi kêu gọi tất cả các anh em nào tay to vào trong server này nhá. Gia nhập vào trong bang coi như là sệ vinh. Chúng ta sẽ đi rát cho tung tung nhà của chó Đạt và bang hội chó chết của nó ra. Cho biết nào lễ độ. Không cần, không cần đâu anh. Team mình là quá thừa sức đánh team Đạt rồi. Ơ thì thế mới hay chứ em. Thế mới hay chứ. Trong đời cái hành động mà anh cảm thấy sung sướng nhất là khi mình rất mạnh bắt nạt là cái thằng yếu. Sướng mà. Đến em cho mình đi luôn, em cầm theo thúc nổ đi luôn. Nhà đó là chỗ nào? Mày em không biết đi đâu anh. Anh em mà chỉ cần chắc có biết được nhà bang thằng Đạt rồi cái tọa độ nào không bảo bọn tôi cái. Thì anh em đã stream Đạt ốc đi. Anh em đã stream Đạt. Anh Đạt có livestream đó. Đạt thì chơi đéo gì tầm này. Hỏi anh em chắc điều gì anh em chẳng biết. Thôi hôm nay như thế này nhá. Hôm nay như này, việc đầu tiên là anh muốn là anh được học hỏi trò này là hôm nay anh muốn là anh tự tay anh tự craft một khẩu súng. À đấy. Đấy cho nên là chúng mày phải dẫn anh đi làm từng cái bước từ đầu. Ví dụ là ban đầu là đến đâu để tìm được một khẩu súng xong mang về nhà nghiên cứu khẩu súng đấy. Xong rồi craft. Nếu anh sẽ vứt cái khẩu súng Thompson trên tay anh đang cầm đi ra đã. Xong rồi mày dẫn anh đi. Vậy là phải hộ tống đi, tại vì sợ mấy đầu. Đầu tiên nhá, em nói đơn giản này. Không phải hộ tống, gì nó phải hộ tống anh. Nãy giờ em bị cay nhíp. Anh người chả có cái mẹ gì, anh cứ đi này cho tôi. Hôm nay chơi mục đích là tìm hiểu anh em ạ. Cho nên là tôi rất... À đây anh có cái dụng cụ gọi là cái gì nhở? Cái laser detector này mà em lắp với cửa cho nó mẹ tự động cho bố đời. Không, cái cửa này dành cho cửa cuốn đây anh. À, sao đi cuối thôi. Mấy thằng nào có cái đèn pin đấy không? Đèn pin á? Ok đi nhỉ? Ok đây em chế cho. Với có thể bóng hay là vứt cho anh cái đèn pin đây. Xong rồi thằng nào giữ anh đi học cái vụ tự đi làm khẩu súng đi. Đi thôi. Ôi dồi, hình như là chúng nó sửa quanh anh giúp nhá. Em thấy hai thằng chạy vừa chạy trên đồi. Rikusa lại còn bài kiểu cái gì Beethoven à em? Hay là ok sao đang đánh đàn lại? Anh sờ nhẹ vào mông cái thôi mà. Ok. Em là em chết à? Anh đứng anh sờ nhẹ vào mông cái thôi em gì. Anh sờ xa em ra. Bước bên đây vào một à? Ở ngoài luôn. Xin Facebook của Ngân á. Rikusan đây. Anh em lên Facebook search Rikusan là ra Facebook Ngân ngay. Ôi mà cái thằng TDA Cebu cũng phải. Ngân sinh nhất thành phố Hồ Chí Minh. Không.
À, KitKat này, em định kiếm cái quần hồng cho anh mà không có. KitKat ơi, em nhận trước nó một lần rồi. Đâu rồi, từ đâu rồi? Đưa cho anh. Có toàn tốn bằng cốc đây, mình cứ đi rồi, mình cứ đi đây, số tiếng mình móc. Thế hóa ra đây là nhà anh còn Hunter rồi, anh nhà chỗ khác à? À, đề phòng à? Không, nhà nhà em ở chung nhà anh mà. À, thế sao mày bảo là có thằng anh bảo nhà anh giúp thì nhóm. Anh bây giờ anh bảo anh Tứ dẫn anh đi loot The Doom này hoặc và rút lau sai rồi. Rồi. Pháp đã học được cách chế súng chưa? Mày đã học được cách chế súng chưa hay là mày cũng được chúng nó cho thôi? Súng thì thật ra là học rồi ấy, tức là có khẩu súng anh rất là bản lý rồi. Nhưng mà bây giờ phải làm đúng các bước như thế, anh muốn là phải làm lại đúng các bước từ đầu. Thế bây giờ Tứ đi thôi. Anh Tứ dẫn đi lau sai. Đấy nhá, các anh em Việt Nam là đang trong server nhá. Tôi mới là vào với mục đích học tập nên là anh em cấm bắn bọn tôi đấy. Thấy coi như là cái thằng nào mà nó đang cầm cái đèn pin nó đi này là đừng có bắn. Đừng bắn không đấy đâu. Tôi về Tứ đi học đấy. Ủa anh Ngân lại cầm khẩu súng này ra cẩn thận. Ủa khiếp, nhà rồi phát triển lên kinh không. Bên này thôi, cầm đường thôi. À thế à? Đứng đi theo em. Đây chính nhà tôi còn nhớ biết đi nào khổ. Các anh cẩn thận nhớ, chúng nó cam ngoài đấy. Đó là cam đấy. Các anh em Việt Nam đừng bắn nhá. Tôi đi học thôi ạ. Tôi đi học nhá, đừng bắn nhá. Đấy, phải đổi hết. Đừng ai bắn nha, tôi đi học cách chế súng, đừng bắn nha. Tí nhắc anh Dũng ra hai cái lò nè. Không, anh chỉ vào lò em thôi, lò đấy. Lò em thì anh sao anh xem. Nhà đặt ốc ở E3. À, nhà đặt ở E3 kìa. Các em cầm thuốc nổ đến mà mẹ banh nhà nó ra đi còn đợi cái gì nữa. À không, đợi tiếng đi học về đã nhá, đợi tiếng đi học về đã. Chế thuốc nổ sẵn đi được thì anh đi học tầm sư học đạo xong về em đi. Có đông lắm đấy. Nó cầm đút cái nó làm đút rồi. Không phải không phải cầm đút đâu. Đi quay lại. Quay lại. Anh ném. Đi lên đi lên cái lách đá đằng kia. Đúng rồi. Lên đi. Riku San body ngon. Úi dồi khiếp, anh em khen thế thì ngang. Anh em khen coi như là vàng bán được nhiều tiền à? Chuyện quá là đương nhiên luôn. Vợ tôi body không ngon. Nhà em nhỉ? Khen hơi thừa. Sau cú đánh đó là dẹp đi. Anh tưởng là sau cú đâm. Đâm nhau suốt. Đâu đánh có mỗi phát. Đâm nhau còn đâm được. Nhiều đánh cái. Chúng nó đẩy xuống rồi. Ô, sáng rồi, cầm đèn đi vừa đi rồi thổi. Thấy rồi, nó bắn lên lúc. Chúng nó đẩy xuống rồi, thấy không? Hai thằng, ba thằng đẩy xuống kìa. Thấy rồi. Đấy, anh em xem Hunter với lại Pháp nãy giờ vẫn đang đi giết người. Không, chúng nó cam nhau. Nó đang cam nhau. Cam rồi. Đang khẩu súng ngắm mẹ 46 bắn bỏ bậy. Nhưng mà chưa có ngắm. À đây à. Anh Tứ đi lúc ngắm. Không, bọn số phận của bọn Tây trong server này như thế nào rồi? Đấy, đây là bắn sang đấy. Bắn Pháp đấy. Nhưng mà mình né được. Lấy góc. Ờ, được rồi. Cứ đứng đấy đi. Tôi Việt Nam anh em đã thấy thằng nào đang cầm cái kèn chạy là đừng có bắn nhá. Tôi đang đi học cùng với Tứ, tôi không có dính dáng gì vào cái sự coi như là bắn giết ở trong cái server này đâu. Nên là anh em xem như nào nhá. Đừng có bắn bọn tôi. Một thằng cầm kèn, một thằng áo vàng. Anh em mà nhìn thấy anh em cứ... Đại qua góc kia, đại ngược lại góc kia. Đại chúng nó thôi. Ờ, nó trên đồi đấy, nó trên đồi anh Tứ. Kẹp ngược nó lại luôn. Bốn thằng luôn. Bốn thằng à? Ờ, bốn thằng. Bỏ ba. Anh tôi xem ông đi học được bao ông... nhiêu. Ôi ôi thằng nó bắn đấy. Ê. Bảo rồi chúng nó mà. Tôi mà bắn con cà. Tôi lại đi con mẹ nó bắn đi, bọn chó ơi, chết nhưng nó bắn chết anh rồi. Em sửa rồi. Thằng khốn nạn cứu anh đang nằm đờ người ra rồi. Kìa băng cốc tại tôm nó chát kìa. Đéo hiểu đi học cũng bắn ạ. Ê à đi con mẹ nó bắn kỹ quá. Chết cả thời đất cho rồi. Cho nên em mới bảo là đi hộ tống anh Đông Đông lên. Hộ tống gì, nó dình như nó bắn rồi. Khổ, ai chết kìa. Ru than nè. Đông quá. 4 năm thằng luôn. 4 thằng đẩy lên ạ. Ui đi có mẹ rồi, chúng nó bắn kinh quá. Hunter. Bắn chết em mệt, bắn chết 3 thằng. Ôi là quá. Ai đây? Đi để học đi. Đéo cho đi là thế đéo nào. May trên người mình đã có cái gì. Có khẩu súng ra xử nó. Có ông ở gần nhà mình luôn nha. Anh Tứ, có một ông ở gần thi nhà mình em bài thi. Tên là Thi. Ở ngoài á.
bộ Việt Nam rồi, bộ Việt Nam rồi, bọn này bộ Việt Nam à? Bọn Bangkok Việt Nam anh. À, cái sao giường của anh trong nhà có mỗi cái giường một, giường một là giường ngoài mà. Đây là kinh quá mình không gì. Đây tôi vòng đây tôi thấy bài đây. Đây là công trình bên ngoài nhà của tôi đây. Anh cứ ra sao không? Thật, em ra bắn bỏ mẹ đi, nhà chúng nó E3 đấy mà, đến đánh cho chúng nó không, bọn này đông lắm, 4-5 thằng này không bắn của mình đâu. Chúng nó đông, chúng nó toàn thằng chơi bro. Đây, đây là toàn cảnh nhà tôi ở bên ngoài đây. Vừa mới vào đã có mấy bố đứng ở đây, mấy ông này là mấy ông đéo ở đây. Ai đây? Ai con cặc? Tôi đi học chế súng bắn con cặc à? Thì mẹ đéo hiểu đấy. Đi học bắn học chế súng cũng bắn con cặc. Bọn nào ấy chứ? Bọn lồn. Bắn chết mẹo đi. Bắn chết rồi. Ơ đi. Ok. Thì đéo nào. Hunter ơi, thằng đạt mà. Hunter thì đéo nào bị thằng đạt nó giết à? Em chết rồi, bắn chết ba thằng rồi. Đạt đâu rồi? Sao đạt lại? Đạt à? Đạt vì chúng tôi này. Ơi đạt à? Dương Tiết à? Đạt rồi à? Ơi đạt à? Ờ anh đạt à, có đau tôi không? Thích rình trước cửa, bọn này chưa bẩn, mẹ chơi rình trước cửa. Giết ngay mẹ. Đạt vì chúng tôi đẩy. Bọn đang đúng ở trên nhà về trên canh kìa. Đâu? Nhà nào em? Cái nhà đấy, nhà đối diện đấy. Ờ, đấy sau đấy. Đấy. Nấp ở trên gác à? Không, ông núp ở sau nhà hay sao? Sau nhà anh em mình cầm thôi, sợ đéo cái thằng đồ này ơi, súng lên đây này. Súng anh cầm rồi. À không nó chạy rồi sao? Nó chạy rồi. À hai thằng trên kia. Lên đi cu lên. Lên em. Va vô vẩn. À mà em vừa bị bắn chết xong ấy. Không biết có phải là team anh đạt không? Ê bên đây bên trái anh, Chẳng phải, đứng cái tí với thằng đấy lên trên này. Lên đây hả? Ừ. Mà cái nhà này có như của thằng Teddy mà. Đấy là tôi đã muốn cây muốn lặng mà gió đéo đừng nhá. Bọn thằng Đạt nó dám rình nó bắn bọn tôi khi bọn tôi còn đang đi học. Rất muốn được chơi nghiêm túc học hành. Nhưng chúng nó mẹ. Chúng nó xung quanh đây này. Chúng nó bẩn tưởi. Ồ, nó em từ thấy ai thằng chạy trên rất bẩn tưởi. Chứ vô kỷ là đi về băng chủ à. Là nó phải tắt được cái chế độ mà cứ nhìn ở xa nhìn gần nó cũng bị mờ đi, tắt cái chỗ đéo rồi em nhở. Chứ vô kỷ. À đây có em mà. Nó là cái deep và fill ấy. Nó chạy đâu rồi? Anh ấn đây, anh carry anh em chỉ. Rồi. Và phần từ dưới lên là cái graphic đúng không? Không, image. À image effect. À tắt cái deep và fill đi đúng không? Đúng rồi. Ok. Hoặc là cái dòng NPC. Thôi rồi em ạ, rồi anh vừa vào phần image rồi. Chẳng rồi. Đấy, anh để em rồi tắt rồi, tắt cái đấy rồi. Hết mờ đi à? Hết mờ rồi. Mẹ tôi nó phải rất rồi. Là mẹ chăm chỉ học hành. Bọn khốn nạn nó lại mẹ khiến tôi mẹ phải trở thành kẻ đấy. Khan mau. Cha lê tay lại. Nước ngoài à? Nước ngoài mà. Thằng này em mới hết sạch đạn rồi. Em vừa hết đạn em chi mày đấy. Rồi, ra qua cái chỗ lúa núi vừa nãy có bắn tây đâu anh? Anh đúng lơ lạc đâu rồi? Anh mặc đồ phóng xạ đúng không? Ừ, anh mặc đồ phóng xạ đấy. Ờ. Sao vậy? Còn nhớ mình chết chỗ nào? Có ngay chỗ B10 ấy. Kìa, ngay cái hòn núi ở bên kia kìa, hai cái hòn núi ở Hát roi vào trong team đi em, có nhìn chả nhìn ra cái chữ xanh gì cả. Qua đấy rồi, lắp đạn qua đấy. Thanh niên đang mặc cái áo màu vàng vàng ở dưới kia là Pháp à? Ở đâu em đang bên này. Là em ấy sao? Em đang chạy về nhà đây. Xong chưa? Đã dẹp yên chưa? Đi học nào? Tổ sư bực cả mình. Ừ anh em lại đi học thôi. Lại hay sân. Là cái team mà bắn mình ở trên núi không phải là team Bangkok? Không phải team Bangkok. Anh thế thì đi oan Đạt à? Dạ. Anh thế để ra xin lỗi Đạt vậy? Đạt ơi xin lỗi nhá. Anh nhầm. Thì anh em có gì bỏ qua nhau. Anh sẽ đặt nấm mộ cho mày. Đây, ở đây là... Đây, gieo hạt cây ở đây, đấm cái này là thay cho bát hương với lại bát cơm với lại gì nhá. Nén hương. M1 được cứu. Sao bọn bắn? Dương tiêu. Dương tiêu. Bắn cháu. Tiêu nữa. Đã tốn dương tiêu chịu bố. Em bổ sao nữa? Đéo kiểu như bắn gì. Thấy à? Tạ tốn dương tiêu chưa vô kinh khổ. Quang thì với bọn tim kia đi. Nó bắn chết mình. Đi thôi dương tiêu được thằng bao cửa đánh sao ấy. Đi thôi tứ anh em đi học. Ôi thằng cái gì nó làm cho anh mất đi mẹ đồng báu đấy.
Mấy à? Anh Tứ đã, anh Tứ đã. Đi con mẹ nó, mày làm đéo gì? Đéo hiểu với Tứ đi. Ôi mà em chưa vào team với sao đúng không? À chưa rồi. Ờ, anh tụi em đã vào team đéo đâu. Mới vào team với. Mời em rồi, anh mời rồi đấy. Mời em ở đây là anh quấn nút cái này nè. Rồi mời rồi đấy. Mẹ đầu đang nhiều thành ra mày cả người quá trời nó luôn anh ta. Rồi đi Tứ ơi, anh em mình đi học thôi. Mày đâu? Đây em đây. Mark Red đây rồi, áo vàng đúng không? Đúng rồi. Đi thôi. Đánh Dũng là lăn te à? Lăn te à? Lăn te. Bên này mà đến thằng anh Tứ. Mark Red. Anh áo vàng mà. Mark Red vâng, Mark Red là em. Ơ, thế thì mà... Tứ là cái thằng đéo nào? Rutane đúng không? Rutane đây. Ơ, bằng cái đồi núi nào nhờ Pháp nhỉ? Tứ nhớ từ từ, kim sống nào, kim sống nào, có kim sống nào. Tứ mày có nhớ vị trí không? Đấy, bên kia lại nó vừa bắn anh em mình bên kia đúng không? Có thằng đang chạy chạy kìa em kìa. Không phải bên này, bên kia kìa nó. Ở dưới, ở dưới chỗ này thì là toàn... Có thằng đang chạy chạy giữa đường kìa em kìa. Thế biết thằng nào? Anh Tứ trả cung đây. Đi bắn nhau mà mọi người mặc đồ đầy đủ thế. Em vứt hết cung rồi mà, em có... Đồ quá là đồ nhặt mà. Anh có mẹ tự cái đéo gì ở đây đâu. Nhưng mà đạt em bắn này em vứt hết đồ ra luôn rồi. Từ đây anh nhập của thằng Đạt sao? Heli Heli là ai? Trực thăng bây giờ rồi. Trực thăng anh cất súng vô không? Có thanh niên đéo nào vừa mới chạy đây mà. Chỗ mày nhà rồi. Có một canh đi lau xài à? Anh cả Tứ định đi đấy, lấy khẩu súng về để nghiên cứu đấy. Các bước ai kìa, ai kìa, ai kìa. Thôi bọn em có thể kệ anh cả Tứ đi thôi. Chúng mày cứ làm gì, chúng mày cứ làm đi. Anh nhờ Tứ đi lo nhảy nó sai chưa? Mẹ mày lại khinh Tứ. Biết thì biết. Biết thì không biết. Đấy cả video hướng dẫn anh vứt ở đấy rồi đã. Lúc nào có video hướng dẫn luôn. Thôi thì để em anh ở ngoài cho cũng được. Ôi chết chết rồi, em không cầm thẻ đi rồi. Đi về đây. Bye bye. Ờ đi về đi em. Bỏ anh đi. Có gì anh chết về nhà em bắt xét. Đầu tiên thì mà phải đi nút thẻ xanh. Ở đâu anh ạ? Anh Tứ cả Tứ rồi. Ờ bọn kia đúng là bọn tin Đạt là bọn Minh Giáo con mẹ rồi. Bọn đấy là giáo bọn đấy mà. Trương Vô Kỵ chả Minh Giáo, ở Dương Tiêu Minh Giáo rồi. Thế thì không phải team anh Đạt mà là cái team mà bắn mình ở trên gì đó. Qua đây cho chị nhá, đâu Pháp đâu. Thế thì anh em mình phải ra Nga Mi thôi, diệt tuyệt sư thái với lại vệ. Cái đéo gì cho nó sợ. Ngân đổi tên diệt tuyệt sư thái em, cho nó sợ. Em là Chu Chỉ Nhược. À ừ, Chu Chỉ Nhược thì càng tốt, ừ được đấy, chuẩn. U Chỉ Nhược á. Chu Chỉ Nhược thì các tôi chắc là phải Trương Vô Kỵ thôi, chứ làm gì bằng cách nào khác. Trương Vô Kỵ đâu có cưới Chu Chỉ Nhược đâu anh. Ờ nhưng mà được u như là cũng yêu đâu nhau. Chu Chỉ Nhược chả thích. Cờ rớt mãi nhưng mà thế Chu Chỉ Nhược về sau lấy thằng nào? Không lấy thằng thôi nào đâu. Chết già mà. Tao Chu Chỉ Nhược về sau lấy một thằng ớt ơ nào đó. À gì em anh nhận thấy đâu à? Em ấy không. Va vẩn. À anh là lệnh hồ sung. Ờ đúng rồi, Chu Chỉ Nhược lệnh hồ sung dẫn được hai câu chuyện của Kim Dung áp lại một. Tiếu Ngạo Giang Hồ với lại Ỷ Thiên rồi thôi áp lại mẹ thành một luôn. Thằng Tâu đó, lúc này mày chạy đâu ấy? Tụi nó bên này rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Đúng rồi, Chu Chỉ Nhược cưới Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư à? Cái gì? Như là vậy, em không biết nữa đúng không? Thằng nào anh? Em thấy bọn nó đang gì bọn thằng Kim To Hack không? Cái thằng vừa giết anh mà cũng... Nó gì bọn Hack kìa? Việt Nam chỉ hack à? Đéo hiểu với các bố Việt Nam vào hack game mà. Ở nước ngoài sao anh? Nước ngoài á? Đi cùng bọn anh nó hack. Nó đi cùng bọn anh nọ thì để yeah. chơi nó. Hack chứ thì chơi đéo gì. Cái bọn anh nọ mà nó giỏi lắm. Chứ biết được. Chắc chắn là cái hack khổ. Đạt ở bên ngoài cửa nhà mình yêu cầu anh Dũng mở cửa ra nhé. Diệt Tuyệt Sư Thái đến đây. Ừ, mày chơi, mẹ sao bắn cho gì lại vậy. Phật mẹ cứt rồi bây giờ. Gần 20 năm rồi em nhé. Anh ơi Doãn Chí Bình được húp long cô anh ơi, thằng đấy húp mà chỉ húp được có một lần. Chúng nó lúc này chúng nó bắn bóp bóp húp bỡ cái nữa. Nước đầu lúc đấy long cô vẫn còn chưa coi như là thành thạo trong những cái service. Sau này ngon nhất là Dương Quá, sau này là khi mà long cô service ngon rồi, lúc đấy bắt đầu quen thuộc lần đầu vào chỉ có thật ịch vài phát xong đứng dậy chả cảm giác đéo gì đâu. Anh em mình có tưởng là những cái thằng đấy đã sướng, đéo sướng mà. Sao mẹ mày sau này long cô bắt đầu trưởng thành rồi, lúc đấy mọi thứ nó mới anh hả đấy bắt đầu mới đủ các loại service busy rồi cái gì đấy. Ủa là sao
em thì em biết sao được. Em đã có chồng, em biết, em quanh đời em có chồng. Hay hôm nào anh dậy cho rồi sẽ biết. Hôm nay anh vào thành phố Hồ Chí Minh anh dậy cho. Đó bên này. Ok. Đầu tiên đấy, à mình phải đi bắt đèn xanh chứ anh ạ. Tôi quanh thịt cả này. Rút ra là bây giờ. Bên chỗ tôi đứng này, em mặc quần đồ này em thấy. Lolinda đấy á. Lolinda. À ừ đúng rồi. Bên chỗ vị chính mà, vị sai mà. Nó vẫn ở đấy à? Nó xây giường bên này đúng không ạ? À? Cảm ơn anh em cướp núi. Mày đông lắm đấy, mẹ 4-5 thằng sao bắn được. Mày bắn tích thẳng à? Được rồi, để qua ra. Sợ chứ nó không còn đấy không? Các bạn đây này. Tứ mày cứ chạy một lúc mày đánh nhòm nhòm tao làm gì cứ đi thẳng nhé. Sợ đi lạc đường. Lạc chứ đéo được, mày nhìn đứng đằng sau nãy giờ lạc chạy theo sợi dãy đến đâu ra đéo gì. Nhặt thẻ xanh thì mới vào được các cái khu lớn. Ơ, anh để thẻ xanh ở nhà mà. Thì bây giờ mình đầu tiên là vào đây mình lên làm từ đầu thì mình phải mình à lấy. rồi anh hiểu rồi chứ phải làm từ đầu đúng không? Đúng rồi. Có gì đấy? Lên đánh nhẹ cái đạn lâu quá xanh ở trên này bởi như mặc giáp đúng không bắn nó rất là lâu chết nhá. Mẹ xây được cả băng. Ừ đấy, mẹ tôi thế. Thằng chó là lấy thẻ xanh đi rồi anh ạ. Thẻ xanh rồi, thằng nào lá thôi rồi, cứ giả thiết là mình có thẻ xanh rồi đi. Ừ, mình sẽ thế nào tiếp. Rồi, mình sẽ đi lấy thẻ xanh dương nữa. Rồi, đầu tiên là lấy thẻ xanh lá cây ở đây đúng không? Rồi, tiếp tục lấy thẻ thanh xanh dương. Rồi, rồi. Anh Dũng cứ đập hòm ven đường là sẽ có thẻ xanh của cây. À xanh lá cây ở hòm ven đường có. Thôi đi ra ngoài đi anh. Chạy đằng sau nhìn bông tứ ngon quá. Tổ sư. Ấy sao tạo cho vật nữ ở bãi trưởng. Nó lại còn mặc cái bộ đồ thợ lặn nhìn nó bó sát người khổ. Bây giờ mình phải xuống Harvard để lấy thẻ xanh dương nữa. Bây giờ dọc đường mình phải để lấy cái cầu chì. Đấy, đói rồi. Bắn nhau trong khu này đấy. Nó bắn nhau hay là nó tìm mình nó bắn vậy? Tìm mình đéo gì, mình đang đi chơi rất nghiêm túc học hành, mẹ bắn tôi report pin server. Bắn tôi điền lên tôi thuê server riêng bắn kích mẹ. Thật. Gì chứ server root đấy tôi tạo chắc phải đến tầm này chắc phải 2 lần mẹ rồi tự mua server tự run rồi. Tầm này mẹ. Bây giờ đập thùng để kiếm medic check fuel anh ơi. Rồi. Medic check fuel là cái mẹ gì? Electric fuel, à, cái electric cầu chì á. Cầu chì, nó màu đen đen đúng không? Đúng rồi. Hôm trước anh cũng nhặt được một cái cầu chì vứt ở nhà. Mày... Vứt hết nhà rồi, làm lại từ đâu mà anh? Chỉ mày chỉ cần bảo với anh là mấy cái đấy anh chạy ở đường đập đập là được. Nhau đi học, vì như vỡ lòng AI như này à? cái này là cái gì? Cái cái ông là automatic đúng không? Nhau hiểu, ừ, mấy cái đấy anh nhặt được một lần rồi, anh biết rồi, không cần phải. Mà ai xin đến cho đi. Tôi mới bắn cái cả, tôi lấy lại được cái khác, nhưng mà phải cái đó. Ờ thế cũng được. Mẹ nó chạy hết rồi mà. Mẹ nó chạy hết rồi. Chắc cái bọn này đúng ở Việt Nam thật rồi. Ờ tao mới nghĩ thành thằng khác. Mới nghĩ thành thằng rồi nè. Việt Nam mà. Ân nào là thằng nào đấy. Mẹ mày qua đây làm gì. Kích mẹ mày đi. Bù 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 bù. Cái fuel ấy thường thường nó ở trong các cái thùng ven đường. Anh em xem ở trên Nonolip thỉnh thoảng anh em thấy nó bị đứng thì anh em giảm cái độ phân giải nó xuống 720 nhá. Để xem tìm cái fuel đó, mình đập đi xem kiếm cái fuel đó anh em. Anh đã có gì? Gì đập chưa? Chưa. Đây, cho anh có mấy cu rồi thôi, có đập thì đập được. À, đấy, em cho cái chim đấy. Quốc chim đúng không? Quốc chim. Chúng ta qua lại lên thôi. Qua đây rồi. Mới bắn kích thành thằng rồi này. Kinh nhở? Phát vậy hát máu nhở? Chết ai lắm. Có hai tầm bên này này. Thầy cái sát còn đi bóng, cái sát còn đi này qua đây. Cái bức đợi súng này. Mẹ nó lấy đùng ngon rồi, nó bỏ trốn rồi. Thế thì sao? Nó đấy chờ mình chắc. Không thấy cái phim nào ta. À, mà anh phải nhớ là anh nhặt nhặt mấy cái mấy cái như này này, hai cái như này này anh để chế súng này. Ôi rồi cái này chế đéo được, cái này là gì chế súng phò chứ.
Thế anh thích sụp chế dùng gì? Bộ pháp là cái kiểu như là AK hay là gì đấy chứ? Hai thằng ba thằng nó bắn. AK thì phải đi lút AK thôi. Dùng cái súng kia biết rồi, mày điên à? Mấy cái khẩu súng phò nhìn lúc đấy mà nhìn như khẩu sóc lọ. Anh chế 10.000 quả, 10.000 khẩu súng giờ rồi. Đấy, em cầm này mà. Ừ. À thế á, khẩu như mày cầm á? Xem đi mà. Không, nó phải nhiều AK. Team mình chưa có AK cùng gì à? AK thì giờ đi lút AK thôi. À có cái tường thành này, phải học tường thành luôn. Nhập đi. Mới băng cháy thôi. À bây giờ khẩu semi này phò phạch lắm. Khẩu semi chán mẹ, anh chế thế rồi. Nhưng anh cần những khẩu cấp cao ấy, kiểu như là... Có thằng nữa. Nó hết xui mà, nó phải là đi đâm cái đâu anh. Tưởng nó có khu nào trong này nó hay có cái đấy. Không có, nó ra đu mà. Nó qua lại chưa, nó qua lại chưa. Thế là hầu hết chỉ có semi thôi. Thí dụ như khẩu Thompson này thì như nào? Khẩu Thương Sơn này á, thì cũng đi nút được các khu ấy thôi. Nó ra đường ra mình ra được mà. Thương Sơn nút ngoài đường cũng ra mà. Thính mà. À, thính. Đây, thẻ xanh này. Pháp rất sạch luôn rồi. Thêm thằng nào nữa bên này nữa. Pháp kinh vãi lìn ạ. Vì nhất kiếm là thằng nào đấy. Tôi lấy tiêu nhất kiếm. Vì nhất tiêu bằng cốc. Mẹ thằng bằng cốc. Bằng cốc. À, vi nhất tiếu à? Em ra thấy toàn xác của chúng nó thôi. Pháp, à sát của Pháp đấy, sát của Pháp đấy. Chẳng dùng súng gì đấy. À kìa có thằng trên cô em à, có thằng trên kia. Mổ lên luôn rồi. Này em ơi Việt Nam à, ông ơi Việt Nam à. Việt Nam à em. Việt Nam à. Ờ, em ở trong băng nào đấy, băng thằng Đạt à. Băng ai. À đây, CCTV camera này. Úi dồi ôi. Bây giờ đéo ai còn nhặt mấy cái đồ nữa em ơi, em nhặt lên đi. Em thật đồ quý may ra bọn anh còn nhặt chứ mấy cái đồ này đéo ai lấy bây giờ thôi, em đi tiếp tục em đi xây nhà đi nhá. Em đi đâu em đi tiếp tục đi. Thôi không cần, anh không cần, khổ. Thôi em đi đi. Từ bắn đi. Thôi thôi anh đùa. Đùa mày chưa chi bảo cái bắn gay thẳng rất bẩn. Thì em bắn đùa mà, em bắn thật thì một viên là cái chết rồi. À thế à? Ừ đấy. Anh em mình đùa thôi. Chạy đi thôi. Ủa mẹ Pháp xử sạch luôn chúng nó rồi ạ. Bắn công mà, bắn công một mình Pháp thì nằm hết. Hunter này chắc mới biết được trình Pháp. Có một thằng bị nhất tiếu bị bắn công cầm nhà rồi bắn công rồi. Ủa mẹ lắm đồ lên đây, không nhặt nhiều súng quá, không nhặt thế lắm. Vãi đái ạ. À nhưng mà bọn đấy phải băng cấp đâu. Không phải, có một thằng băng cấp. Em ơi, chúng nó bảo là băng cấp của E3 em ạ. Hay là tứ anh em mình đến trinh sát E3 đi. Ở đi. Pháp hay là anh tứ quay lại đây đi. Em E3 mà. Mẹ E3 tận tít tận trên kia cơ, xa vãi lìn ạ. Không phải đâu đấy, không phải. Cái gì? Có thằng Vi nhất tiếu bằng cấp á, mà nó ngang nó ở ngay nhà chính mình, sẽ bò nó giết. Mình vừa gặp thằng bên băng cốc mình trao đồ nhá. Anh em lừa bọn tôi E3 nhá. E3 còn kẹt. Ê, có thằng nó đang lấy cổng của Hunter à? Ờ, cũng chết rồi ra luôn á. Đi nhặt lên cầu trì đi anh ơi, hay là dưới cuối cầm cái cầu trì xem nào. Anh đang cầm cái CCTV anh camera em ạ. Anh nghe cầu trì em nhặt em để ra này nè. Tí anh về lắp camera Ngân nhá, anh em mình quay. Lắp lên Pornhub anh em kiếm tiền. Cái camera ấy để chế tu rẹt thôi. À chế tu rẹt à? Vâng. Cẩn thận có em để cái cầu trì ở trong cái hòm này nha. Ờ rồi ok. Đó bây giờ cầm ra đây cho anh nè, đang đi nút máy không thấy. Em đang áp ca chế đạn. Cho lại cái semi đi anh Tâm. Em sẽ bị bắn xuống rồi. Đâu, Pháp rồi. Thật hôm qua là Pháp mới chơi thôi. Thằng này nó mới chơi được 2 buổi ở thế này thì tôi nghĩ chắc nó chơi khoảng tầm vài chục lần như tôi bây giờ. Chắc là nó Pháp chắc nó à? Phải như là bố đời mẹ rồi, trong khi mình vẫn như cái thằng đéo biết cái gì, đéo hiểu. Cái này anh chỉ bắn giỏi cái là chơi được. À thế à? Đây tôi vứt đồ lên. Tứ mẹ dẫn anh đi đâu đây? Đang dẫn đi để lấy cái thẻ xanh dương. Đồ đấy em mặc đấy. Ờ, lấy thẻ thanh dương gì? À, đây là có cái ảnh không có cầu chi, giờ bảo đi cung cầm cầu chi qua đây. Cú đang ép ta rồi. Cầu chi đi một tí anh em là chỉ nhặt được. Anh nhặt đi. Tiếp khẩu anh nhặt đi. Cầu chi. Cùng có khẩu còn khẩu semi đó. Semi còn. Semi vừa vứt đây. Cái cầu chi nó khó lắm, khó lúc lắm. Cầu chi cũng có anh Vương nhặt phát. Kêu quay máy bay thả thính kia em kìa. Đâu? Đây này. Để chờ tí em chơi xong đạn em mang ra cho. Nhìn đâu? Không. Đây! À,
Ây da, thằng nào bắn mẹ cung tao đấy. Ây da. Ây da. Tự xử nó ngay, nó bắn anh. Chết lớp xác đi, mình cứ xác ở trong đây. Chết rồi anh à. Thằng mất dậy. Tên là cái gì đấy? Tên là gì? Đi vai à? Đi vai với chúng tôi à? Thằng vừa lên cho đồ anh đấy. Ây đi. Đấy anh em xem, đấy mẹ. Trong khi bọn tôi thì bắn mẹ đùa. Thế mà nó dám mò đến, nó lấy áo hắn trả ơn. Quả kia là tôi bảo tứ là đã giết rồi đấy. Không, em này có đồ ăn không tớ? Đồ ăn á? Không. Xa, tính xa thả ra. Chết bị xác mà. Rồi tích rồi. Nó qua, nó qua anh tớ, có thằng qua anh tớ. Đâu thằng nào? Tứ nó đã bị mũi tên găm mẹ mà đùi. Hứng W, hai thằng. Ờ, được rồi, thấy rồi. Sao thấy cục gì thằng ta? Anh đi kiếm cái cầu trí nào. Mày mẹ dẫn anh đi học có thằng thầy có nào lại bảo lại học cho tự giải bài không? Mày thầy nạp bài hết thì cho học gì? Tôi check xác đi, check mũi. Thầy đéo gì bắt cho tự đi mua bảng mua phấn là thì đéo nào tự trang bị thì... Đấy là học phí. À. Yeah. Đây là bài tập về nhà đúng không? Tập về nhà. Công đạn anh Tâm. Đây. Đang năm ấy, cảm ơn. Thôi thế thì anh em mình đi về nhà, anh em lấy đeo gì, đáng lẽ mày bảo luôn anh ở lúc đấy rồi mà anh lấy ở nhà không? Anh có tí dầu nào không anh em mình đi về nhà lấy. Dầu á? Không. Anh không đâm thuốc đỏ à? Không. Mày bảo anh đeo đâu, thầy đeo bảo học cho biết thì đeo được, phải nó bài tập em hiểu không? Dạy đấy dường như dạy vỡ lòng nhá em nhá. Có súng rồi. Cái đấy thì không cần đi mà chẳng qua từ anh nữa. Học sinh như búp trên cành em nhá. Em phải bóc búp, em phải chuẩn chỉnh. Thôi đưa về sao đây? Đây đi máy bay về này. À không có dầu không bay được máy bay nữa. Kiếm được dầu không đi em chở anh về thôi. À nãy giờ anh đâu biết. Kiếm lại mấy thùng đỏ đập cho mười lái thuyền. Anh cũng biết, anh cứ tưởng là không cần đập thùng đấy. Chứ không có đạc à? Ừ, chắc thế. Đùa rồi, bạn xích về hàng đạt kia chứ. Tại em đang cay cái thằng duy nhất tiếu ghê thì mẹ mới cho nó cây súng nó lại nó bắn mình chết à mẹ đi. Thì béo này mày cho súng làm gì, trong này mày cho được súng à. Em cho con quần cái súng xong nó bắn cốc đâu có bắn đâu mà đâu thì lại một thằng bắn cốc duy nhất tiếu bắn chết mình vừa mới trong nhà đi ra thấy bắn cốc mình không bắn nó bắn mình. Mày phải giết luôn sao là cứ gặp thằng bên ngoài đéo phải băng là giết rồi. Việt Nam cũng giết. Có mấy thằng cầm tim bắn chết không ạ? À, Pháp kiểu này là dễ là Pháp mất niềm tin vào vậy. Trước em cũng có niềm tin lắm nhưng mà gặp chào Việt Nam rồi. Vì chắc tiếp là thằng nào đấy? Chào Việt Nam sao bị? Vì chắc tiếp là băng thì bắt công lên đây mày. Bắn cốc đây đạt đây. Đi về thì mẹ đơm nó rồi. Ủa mà phải nãy bắn cốc nói là bắn cốc đâu có bắn mình đâu, mình bắn trước nữa. Mình nhắc tí bắn chết anh à. Nó bắn lúc anh cả tứ đi anh mẹ tưởng nhầm, anh tưởng nhầm, mấy ông Bangkok là lúc nãy bắn anh cả phá. Đáng lẽ bây giờ là phải có đồng phục. Ai bắn đó? Đấy, Bangkok đấy. Bangkok sai trả thù ấy. Giết đi em. Đẩy xuống lại chỗ có máy cháy hình ta. Có máy cháy kiểu gì có thằng đó. Máy cháy như nào? Bay cho cháy như nào? Đây nó là Bangkok Dương Tiêu bắn em nha. Đấy. Nó bắn ở đâu? Bắn ở trước cửa nhà mình luôn anh. Dạ, để anh có sửa cơ, để chúng nó đi trước cửa nhà chúng nó bố láo. Em tính mang cầu chì ra cho anh Dũng mà nó lấy mất rồi. Yes. À, nó cướp mất cầu chì à? Cướp nhà mà đâu, tới ơi, về tới ơi. Đấy rồi, cướp về nhà, bọn đấy thì về. Chúng nó biết nhà tôi, thật đấy anh em, bọn tôi biết nhà chúng nó thì chúng nó chỉ có... Thính kia. Khóc ra tiếng mán, mẹ. Tôi mà biết được nhà chúng ở đâu. Tôi lo bọn tôi lo mấy ông cướp nhà ấy. Tính kìa, đối diện kìa, hướng W kìa, rơi trên trời kìa. À mày anh nhờ chỗ này có nhà một đi thằng. Đi qua luôn, đi hai thằng đi qua luôn, đi Hunter. Nhưng mà không sửa bằng cốc à? Mất mẹ rồi. Thôi, mất thằng bằng cốc, bây giờ xử xong, nhặt tính xong thì xử, đi. Nhưng mà không đồ rồi. Lấy lại cái cầu chì cho đi. Đi qua, không đi. Đi. Anh hướng đến hai thằng suốt ngày chỉ có cầu chì khổ thân em tôi. Nó đang cứ ngựa bên kia bờ kìa. Xa lắm, đi mẹ, tao có tên rồi, tao lấy mẹ rồi. Cái cầu chì mới nghe khó thế nhỉ? Đây cầu chì rồi em. À đi rồi. Electrical Blank đúng không? Electrical Blank. À thế à, thế đéo phải, cái này là cái đéo gì? Đâu. Là Electrical Blank. Ở đây nó qua chứ qua đấy.
Mày có cái thằng lái trực thăng kìa, có phải thằng Lý Thính không? Nó lái trực thăng cho nó rớt rồi, mẹ nó lái trực thăng, đây mới lung. Ừ, đi ra đấy. Nay tuần này đủ dầu để di cho em, ơ sao cái chỗ này này. Anh Dũng ơi, việc là đi Bangkok đành toàn bắn cung không à, vậy nó bắn cung nó có súng đâu. Bọn đấy rồi làm đéo còn cái đồ gì. Bắn súng. Chắc nó vừa mới giết được Pháp lại lấy súng thôi. Nó lúc có cái súng trong xác em nữa. Ủa, em là cầm súng đi làm gì, cất hết ở nhà cho anh. Bọn đấy nó đéo cái đồ gì đâu. Nghèo như thế này. Thì thằng lây qua cơ, sao chỉ có lút rồi. Về đi, không có hết máu hay của anh luôn à. Về xử bảo cấp. Nhưng mà cẩn thận nha, nó ngay trước cửa nhà mình á. Dạ biết rồi. Từ anh em về cho biết là lễ độ. Đây. Đắp mồm, đắp gì đùng đùng. Đây, quay phải được về anh ạ. Bọn bằng cung để áo thật. Thế bọn em đợi anh Thứ cả Dũng về xử. Không cần phải đợi mà cứ mạnh ai để giết. Lùng. Dạ, lại thằng kia nói gì bọn thằng kia. Tốt rồi. Tìm đéo vào chơi chơi hack, đéo hiểu. Em lại mẹ thấy thằng đéo nào nó cũng kêu là hack. Không ngại. Nó thấy mình cầm súng lại đóng cửa nhà đâu rồi kìa. Ai đóng cửa nhà đâu? Thằng Việt Nam. Thằng Teddy á? Nó báo kìa. Ô thế hóa ra thằng Teddy đấy là thằng gì à? Là cái thằng gì đó à? Thằng Teddy là cái thằng... Alo, alo, có đồ ăn không ơi? Alo. Đúng. À, đúng rồi. Đâu mở cho ăn miếng rồi về nhà. Hân tơ, lại ăn đi Hân tơ. Ăn gì? Đấy. Mở cửa đi. Thôi, cửa gì? Cửa chết. Bác về đây sửa bác cấp không? Đấy, về sửa luôn mà. Sao thế nào? Bác cấp biết thế nào sức mạnh của thiên triều đi. Thật, cho biết thế nào là chính đạo. Mà giáo lắm. Anh ơi, anh biết rồi. Mẹ to phải băng lắng không ạ? Qua là anh biết mà. Từ game 18 năm nay, mấy thằng hack chỉ cần bắn anh một viên thôi là anh biết hack hay không. Em cũng chơi game 18 năm nay mà làm khi nghĩ là chúng nó hack. Nhưng mà Tứ nó kinh nghiệm cả PUBG rồi, em hiểu không? Nó mẹ nó biết rõ cái cách. Mà mấy con game mốt này chắc biết khắc to không mắc gì đâu. Anh biết tìm điểm chết để chúng nó không thể bắn anh, nhưng mà chúng nó bắn được anh ấy. Cái đấy gọi là kinh nghiệm của dòng game FPS. Em chắc chưa thể biết được đâu. Cốc có vẻ giúp quân các anh ạ. Mở nhà em chết. Cái gì cơ? Bác cốc có điện giúp quân hay sao? Thấy chạy mẹ chắc chạy mất cả dép chắc. Đấy anh em mình về là giúp quân. Đấy ra quần luôn chắc chạy bẩn mà chạy sáu đứa. Chắc soi sờ chim với anh em mình về không biết thì đéo được. Trong khi anh em chơi rất sạch, anh em bọn tôi chơi rất sạch. Chạy đâu. Không có một hành động soi sờ chim, soi sờ chẻo đéo gì. Đâu ai chơi thế. Sao? Thế ra Pháp lại đi đường kia, đừng đi vào. Với đó lấy góc bên này trống á. À, góc không trống, góc không trống. Mẹ mình là hết máu rồi. Như là chúng nó, thấy chúng nó không? Tới. Chúng nó đi thuyền hay sao đúng không? À, thì chúng tỏ nhà chúng nó xa đấy, phải đi thuyền đến đây đấy. Chúng đi thuyền đến đây. Nhà chúng nó E3 thật. E3 thật, nếu mà mình vòng với E3 kiếm nó luôn. Thôi, cứ về nhà rồi đã. Ơ, có một thằng nhảy trên chuồng chạy mất rồi. Bạn chết hai thằng hay sao? Bangkok à? Ừ. Bỏ chạy mẹ lắm cơ. Sao mày đưa anh lên cái chỗ tu câu âm 7 độ C vãi lìn. Âm 7 độ C. Lạnh sun cả chim rồi, đéo hiểu. Ui con mẹ, thằng kia bắn kinh quá. Ui con mẹ. Ui thằng kia tốt kìa, kia tốt là bắn em chết em kìa. Đấy. Ui con mẹ nó dùng R300 bắn chết em ạ. Chú cua à? Ừ, Pháp ơi. Thế rồi. Từ anh bao đổ à? Đấu rồi. Cái thằng hack mà Tứ bảo à? Wow, thấy rồi. Là kia tốt đúng không? Vâng, em đang... Đấy, Hunter cãi cho nó nữa đi. Mẹ cất đồ. Đây, em solo với nó đi. Khổ, Hunter gặp thằng đấy thì đéo được rồi. Thằng đấy ở băng nào chứ không phải ở Bangkok đâu. Thằng đấy băng đéo nào bẩn. Không, em giết hai thằng đi thuyền chắc là Bangkok rồi. Còn nhưng mà bị thằng Kitok kia giết rồi. Thằng ý này mẹ hack bá luôn đấy, hack mẹ am đầu luôn đấy. Mẹ toàn mấy thằng đâu nó bắn mình cũng chưa thấy nó, Kitok này. Thằng ấy nó bắn xuyên luôn cả gì cơ. Nó bắn xuyên. Sao bảo nó bắn hay. Đấy cho nó bảo nó bắn hay. Mà chỗ đấy là nhìn thấy em. Còn anh là chọn góc chết luôn, anh lúp luôn chứ không phải là anh để. Cái gì nhờ? Thế thì cần một giáp à? Cấp dùng gì đâu. Thằng ấy tin thanh nọ đấy. Nó vừa đi máy bay cùng thanh nọ đấy mà. Thế nào? Khổ. Ba.
Phá server rồi, vào bảo admin kích con mẹ hết ra. Ô giáp à, ui, mẹ sao nhà đấy, đâu quần áo mặc đấy. Nếu có gì ở nhà luôn, cái quần áo gì. Ừ, đúng rồi. Giết chúng nó, em không mang chạy. Không mang đồ về, chúng mày giết xong phải mang về chứ. Đâu. Mà biết hồi nãy nó chạy qua nhà, qua mặt lại bắn chiếc mẹ mấy thằng mình cốc ở sông. Cốc này. Dạ mẹ. Nhà nó đâu em? Cốc lại chơi hack như thế này. Tớ chẹp chẹp. Ủa kỳ tốt rồi, bắn cốc à? Kỳ tốt đây, thằng kỳ tốt đây. Mà sao không thấy bắn cốc ta, thấy kỳ tốt rồi mà. Hoặc là có thể không phải băng cốc. Không phải, không dám đâu, nó tìm thanh nọ mà liên quan. Em tưởng là thanh nọ tìm băng cốc. Không. Tìm băng cốc là tìm bột thúy. Kìa có thằng chạy ở bên bờ bên kia kìa Tứ kìa. Yeah. Có cái này mà leo xuống bắt đá mà không bị té hả mà. Là em còn chờ mấy trăm giây nữa mới sờ bao được. Giờ về lấy cầu chì anh em mình đi tiếp anh ạ. Cầu chì bị mất rồi. Lấy rồi còn đâu, nó chỉ giết Ripusa à, lấy cầu chì rồi. Mục tiêu của chúng ta là cướp cầu chì thì mình cả. À không, còn cầu chì anh. Về nhà đi, về nhà đi. Còn à? Còn cầu chì. Anh Tư bị chết ở đâu đây? Em... bờ biển à? Vâng. Nãy cứ bảo bắn mấy thằng đi. Kìa, có thằng ở trước cửa nhà mình cái thứ ạ, mấy thằng kìa. Nhìn không? Nó cưỡi ngựa đấy. Đấy, nó bắt súng nó sấy kìa. Úi dồi ôi, nó sấy. À, nó chịu đồ nó sấy. Súng em hỏng mẽ rồi. Bắt lồn rồi ạ. Đi. À, em vừa bắn ạ, em vừa bắn em cưỡi ngựa. Không, em vừa bắn nó phát rồi nhưng mà súng mẹ hỏng luôn. Súng mẹ hỏng luôn ạ. Súng hỏng cái này là chết rồi, đi khám ngay em nhá. Đi khám ngay. Khám ngay em có là sau này là vợ buồn lắm. Xem nào, người yêu buồn. Anh đéo đóng cửa, anh nhập pát đã khổ. Đâu cầu chì đâu em? Đây. Dưới đất nè. À chúng nó là xây thành kìa. Xây thành. À thằng kia. Xây thành hai thằng nhá, hai thằng. Đốc, lượm đi anh mất kìa. Ôi đi lên trên cái chiến đấu đã, mẹ Hunter đang chiến đấu với chúng nó, anh em mình lên đi, từ cất ở nhà đi. Thằng chủ trại hòm quý này, Thế nào nó Hunter chết mẹ rồi. À mà như em giết được hai thằng hay sao? À giết một thằng. Sao giết cứ cầm đồ về nhà đó em ơi, cứ đi đây thì cứ cầm để cầm được đâu anh, em còn mười mấy món. Anh Tứ. Có đồ không? Ờ giáp dùng vứt cho em. Giáp dùng. Nông xuân phu rồi, muốn nông xuân phu phải ra ngoài mà ra ngoài bị bắn. Máu này. Để mấy cái lò nhỏ ở bên ngoài này nè, dầu này, CC mấy camera này, xăng này, cái semi automatic body này anh để hết trong này nhá. Vâng. Ô sao đạn hết rồi. Đạn đây này. Trong bên trái này. Mới một thùng. Bên trái thì cùng trên bên trái. Ông Tameka là ông đéo nằm đi ngủ này. Đạn này là đạn 5 rồi, đạn thông sơn mà. Thông sơn đây anh em cho đây, thông sơn thiếu đéo gì. Anh Tứ vứt cho em. Em giết một thằng được một thằng đây, của nó này. Có hai thằng kia bắn kinh đấy, đạn thông sơn đấy. À đây. Ok. Thông sơn đây. À nhưng mà đạn này ít quá không được. Nó có semi không? Có semi đâu. Đấy, thêm đạn nữa này. Semi. Đấy chế semi ra vậy. Thiếu gì đạn đây. Đạn. Đây này chế semi ra bắn. Đấy dưới chân. Ai anh giúp có sơ. Dưới chân Tứ ấy. Đấy, đạn đấy. À được vâng. À thôi dùng đạn 5 thôi anh ạ. Chứ đạn này không bắn được. Thế thì còn nước non đéo gì. Chúng nó hình như súng sơn sao bắn được đạn 5. Vâng đấy thì đang đợi khẩu. Đây này 30 giây chế xem video này. Sợ. Đấy nó chạy đấy. Bỏ đấy ôm một đống đồ của mình ạ. Nó không nhặt được hết đâu. Bây giờ mình đi theo team ấy. Đi một mình bây giờ là nó dễ bị chúng nó quay vào bắn. Đi theo team thì ít nhất là có người bắn khôn, người bắn ngu. Tôi bắn ngu thì ít nhất có anh em bắn khôn thì tôi có thể tôi kia đạn 5.56 kìa.
Nó có thể giúp sức được tí. Đây đây bước xuống này là 6 giây 6 giây. Mẹ đạn đi lúc cái đồ của mình rồi đi mẹ. À. Đây này, Hunter xuống lọ vào kêu người vào rát mình à. Đây em gom lại đạn lại cho một thùng á. Để tùm lum quá. Tình quá. Đây thì đạc này đi về trời bể có đâu. Rồi giết mẹ một bọn kia đi. Giết chưa? Không em đang bảo là cái bọn kỹ tốt đấy. À thế à. Cái bọn kỹ tốt có vẻ quá rất là nhanh đấy. Mà hack thì chơi sao đứa chịu. Nó bắn mình có nhìn thấy người đâu. Mà đạc lúc hết sắc của mình rồi. Mà thằng này lúc hết sắc của mình rồi. Có thằng AB, thằng, có thằng nào đây? Thằng kỹ tốt rồi nhỉ? Tao đi chưa? Ô, mấy thằng này đi không được ai cả. Ra luôn. Ừ, anh ngoài nhà, ngoài nhà đấy, ngoài nhà. Đấy, anh ra rồi. Có thằng, em thấy là có thằng. Đây, đứng ngay đối diện nhà kia anh kìa. Tí để anh lấy bộ da này mặc ra. Chúng nó có ngắm hay sao mà chúng bắn được khoảng cách, bắn trúng được đúng rồi à? Nó bắn luôn. Đi, mẹ hắn tôi nó bắn được kinh vai đáy ạ. Nhưng mà thằng này nó lấy súng mang về nhà đi em, có súng là đưa anh nhặt anh mang về nhà. Ồ đúng cái bộ giáp của em đấy. À. Đúng cái bộ anh canh cho, mày cứ nhặt đi. Mang về nhà tích em ạ, không có thì một lúc nữa là team mình đâu còn súng nữa đâu. Hình như là nó ở trong nhà này ra hay sao? Đạn đang ở chỗ pháp à? Đạn đừng giết đi. Đạt à? Đâu? Cho cái súng lên tay, cho cái súng lên tay. Cho súng lên. Về nhà cất đồ đã. Em chế bắn súng kia mọi người bắn đi. Ông kia bỏ được. Ông nạp cái ngựa kia. Đạt. Trời ơi, chủ chạy như vịt thế kia. Để anh ra cái liễu, để anh cái liễu. Đây. Bắn nó, đi lên đây. Đây. Đâu? Điểm cứu dậy đó. Ừ, được cứu dậy. Giả vờ anh khỏi. Mẹ đúng rồi. Đi, mẹ chắc tự vẫn rồi. Chết ngừa cả dài ra thế này, khổ. À, hả? Mang theo ít thức ăn với lại ngửa cả dài, ngửa dài, đạt. Trương vô kỵ, đúng là phải cưỡi kỵ đi à, đúng rồi. Kỵ binh. Thằng ngựa gì đó, Trương vô kỵ. Hả? Mà Pháp bị thằng chủ bóng quý chết à? Bị Pháp phải tự bắn chết. Cưỡi ngựa chắc là đi thám thính, khổ. Đáng mình chủ chạy rẽ cả đất. Còn sát thằng nào không tớ? Còn chạy về cất bớt đồi đã. Anh chế lên chủ hóa quý, thằng chủ hóa quý đấy là cái thằng giết tôi đấy. Tao đi cùng với thằng kia. Mà mình bắn chết mà lấy được một đống súng xong mình bị bên kia lúc là lấy đi về hết rồi ạ. Đáng lẽ mày bắn xong là mày về ngay, cứ cầm các người. Đáng lẽ bắn tơ này, đáng lẽ bắn xong mày phải chạy theo này, không bị bắn chết mẹ không. Có thấy bóng cốc đâu? Thế tôi quay lại xử lý bóng cốc vậy. Để mất bao nhiêu súng ngầm, mất là đâu, chúng nó lại có. Ở đấy luôn phải em học rồi, em chế lại được mà. Anh Tứ ở Lico San chế khoảng 4-5 khẩu để sẵn nhà đi. Đấy, để 3 khẩu xin bị, 2 khẩu xin bị nhà. Thêm một khẩu nữa nè, rồi. Có súng nổ chưa em? Súng để ở cái hòm trên đâu. Đây nha. Đạn hết rồi ấy. Nhưng mà hết đạn, hết súng full rồi. Anh em chế một cái... Không, nhưng mà thằng Đạt nó không mặc đồ gì mà nó cưỡi ngựa đến đây chứng tỏ nhà nó gần đây cho em ạ. Đéo phải E3 đâu. Mẹ. Em cũng như là cái nhà đối diện mình mà nó là cái nhà sư phua đi này, sư phua mình ở cái điều này. Ta đi xây nhà đối diện nhà mình ấy. Nha. Vâng, hôm nay nó nhốt nhà em trong đấy coi. Anh ai nhắc mấy cái lò nung cũ á, đặt lại đưa em đặt lại em nung nhà luôn. Cấp kìa. Thế thì nâng cấp hả? Nhà mình lên sắt đi em ạ, cho nó an toàn chứ không mẹ. Ai nâng cơ ai cùng đá chứ. Tầm này đã có ai làm thuốc nổ chưa? Trong cái server này có ai làm thuốc nổ chưa? Là có rồi. Tớ học sát trồ rồi mà. Sát trồ rồi, sát phun nổ cơ. Nhưng mà anh có pin ken chưa? Có pin ken học hết rồi. Ừ. Chú đó hôm nay định đi rát nhưng mà thấy mấy anh em vào phá quá rồi thôi. Thật. Chưa kịp làm gì luôn. Bây giờ chế cái lò nung trong nhà là nung hết đống này là đủ đạn rồi. Thì đây đi toàn đi thì thiếu mất cái gì đây? Từ bây giờ mày mày cầm mày đi, mày cầm. Đi rồi. Đủ anh ơi. Mày cầm rồi. Đủ rồi chưa? Anh em đi thôi. Xem cái cầu chì có mỗi cầu chì thôi à? Cầu chì còn hai cái trong hòm á anh.
Rồi. Ok. Ông anh cứu san cùng cứu san này. Không có thùng dạ. Có thùng nào đâu cứu san. Ông anh có cút rồi. Cút hả? Tưởng bác cút cam à, nhà mình còn mà. Cái rìu à, em không còn cái cút nữa. Để có cút mượn cút đi farm ấy. Đi đi anh ta. Đi tìm rắn người ta. Cút ở trong giường ấy có một bộ cút ba. Có rìu à. Không có cút. Anh tìm đâu có đâu. Anh chế cút rồi ở nhà. À đây còn một cái cút nè anh. Pháp đâu rồi, Pháp ơi. Cút ba đúng không? Trong nhà còn ba. Mày có theo lâu cút thứ rồi. Cút chỗ mà, đi. À, cút giờ ấm gần hơn rồi. Đừng tạm lắm. Chế cút ba đi, chế cút ba đi. Không chỉ cái thằng kia gì. Có anh Tứ học cút ba à? Không chỉ cái thằng đi tốt kia và thằng chủ quý bắn kinh. Em học đi, cầm một cái cút ba học đi. Cần gì có, không, ở nhà. Không có cút ba ở nhà. Thế thì thế nào anh vừa vứt cái cuốc ở nhà xong thì vậy? Cuốc 2 anh. Chứ không à, cuốc 2 vừa vứt ở nhà hai xong. Cuốc 2 là cuốc xịn. Dạ. Đó cái gì đó ta, để coi. Hãy nướng đồ ăn đỡ anh ơi. Mẹ. Đó là chạy đường đi, chạy cái đường đi. Chạy, chạy. Ôi em kệ con gấu đi, khổ thân nó. Nướng cuốc làm gì, nó khát nước. Ủa ăn cho em chỉ khát nước đấy. Em ở đây cho con ra. Tôi thấy nó đang đuổi mình anh. Mất bao xương chết thật. Ừ. Mày có phát cái súng ngồn, cái súng mà nó ấy sẽ tính đẹp rồi. Rồi skill sơn lại thôi. Nhưng mà cái bọn thanh lọ đến nhà chắc không ở đây đâu. Đấy xây chắc là sao. Thế thì đáo nào chúng nó vừa qua nó lại biếm đâu mất rồi. À lên thuyền đi nhanh hả em, ngon. Vâng. Được đấy. Đấy tuyệt rồi. Có ai chạy đến chưa? Đi một mình là bị té sống. Dạ, ô em lên đấy, em lên đấy. Tự đi à? Thế không phải nhà bảo vệ nhà đi pháp bị chúng hiếp cơ. Còn em anh cứ cả anh cứ lên của em của canh đấy. Canh làm gì? Cho đi với. Canh gì? Làm đấy. Không chịu thường là anh nút còn thấy cao ở ngoài. Nha. Đó thì anh đi quân sự bên school thế này. Thì em ở ngoài. Mày đi cùng rồi này, tí nữa kéo này kéo cả. Bóng cốc thấy cũng không phải là ai ở quanh đấy nữa. Anh Tơ ơi, đi bắn nhau cho vui anh Tơ ơi. Rồi hết đạn hết súng rồi, đi farm Xuân Phú đi. Ở nhà farm Xuân Phú đi. Xem đạt à? Xuân Phú cáo ở nhà để em nung ra chứ. Nung đi, nung đi. Đây em xây mấy cái nhà. Em nung em phải để ý không thì nó nhặt trộm hết đấy. Không, em xây mấy cái nhà lò trong nhà, em nung trong nhà cho nó đi thầy. Đâu, dưới lò to ngoài hai cái đấy, em nung nhanh vào. Không biết cái ông nuôi em giết hai ba thằng lọc cốc tên gì cả. Giết là không biết được tên. Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ là đấy, Trương Vô Kỵ là đấy. Và Tạ Tốn. Tạ Tốn á. Ô, em giết là mà ở bên ngoài cơ. Không phải là. À, không phải. Bằng cốc là nó có trên bằng cốc ở trên đầu ấy. Nhưng mà giết không nó lại không soi cái ba lô xem tên là gì. Ấy, đừng có săn đừng. Có nhà nào, có nhà nào, có nhà nào có cả biển kia anh nghi mẹ nhà đặt ốc lắm mình nó mới hoa có lá cành kiểu như thế thì vậy. Căn tịch nha. Hả? Ông nhà ấy, anh đặt toàn mấy ông chơi một thời gian rồi anh xây nhà kiểu cứ bắt hoa lá cành mẹ xanh lét đấy nhìn lắm. Anh ơi thằng đàn nó không có súng gì ông cung. Đạt chắc là nó xây nhà cái quay gần nhà mình thôi để nó. Thật em để tủ lạnh nha. Ờ. Ai đấy? Gì? Đây à, bây giờ mình đến cái khu này gì? Gì? Lấy Harbor để lấy thẻ xanh. Harbor. Ở Harbor sẽ có thẻ xanh. À.
mày không lấy luôn thẻ xanh ở nhà luôn đi, dễ em cho anh lấy thẻ xanh rồi. Đống rác đáng, lên đéo gì. Đáng chỉ, đáng chỉ anh cách lấy thẻ xanh từ đầu. Anh biết ra được. À thế à? Thế là thẻ xanh khác à? Thẻ xanh kia xanh lá. À đây là xanh da trời à? Xanh lá thì đi đập hòm cũng có mà, nhưng mà xanh lá thì phải vào mấy khi nào. À. Xanh dương mà. Có 3 thẻ xanh lá này, xanh da trời và xanh đỏ. Nhưng mà sao anh cứ lại đâu cứ lượm khởm này? Sao nhảy lên luôn? Đi vào thế. À có. Nhảy lên. Nhảy từ 5 mũi thuyền nhảy lên á. À? Thực ra anh đã vỡ rồi. Đây, đi. Sao mày lại thì đéo nào khổ. Đây. Giờ ra mình cứ đi với Hunter khổ. Đây. Lên trên này à? Đấy, mũi thuyền lên đây. Nhảy đây thế. Có nhảy không? Đi mẹ đéo được. Cầu thang đâu? Nhảy lên đi khổ. Cầu thang leo bên kia em kìa. Khổ, tôi đã nhìn thấy cái cầu thang rồi. Chúng mày lại... Cầu thang to mẹ, vãi cả lìn. Em biết bắt cua thì em nhảy một phát lên luôn, tưởng hai người biết rồi. Yeah. Nhà Đạt ở V11 à? Ok, V11 nào. Ôi, gần nhà mình. Thế đúng mẹ rồi. Cái chỗ mình vừa chết kìa anh, cái chỗ mà lúc đầu mình chết ấy. Ờ, thì chắc đúng mẹ rồi. Thế là mấy thằng bắn mình chắc chắn là mấy thằng mẹ Bangkok đéo gì nữa. Đây cái nhà này mà lấy thẻ xanh dương đây. Đây là mấy cái thằng mà cửa xanh. Vâng. Nhà này. Đâu, vào đi. Mở như nào? Chưa, ra đây rồi, phải ra đây. À, đầu tiên phải ra đây. Ơ mẹ còn lắm trò thế này. Gắn cầu chì ở đây đúng không em? Gắn cầu chì đúng rồi, gắn cầu chì đây. Đây. Anh cũng giúp gắn cầu chì. Đây, gắn ở đây. Cho cầu chì vào. Ok, anh cho rồi. Ra ngoài này bật. Thôi no đi. Ai dạ. Mẹ chơi bao lâu bây giờ biết mấy cái này đấy. Gan xong rồi, bây giờ nào đây em? Qua đây, qua nhà bên này. Em chơi rất trước cũng phải vài tháng biết cái này. Mấy cái thẻ xanh kia quẹt này. Đấy anh giúp cầm thẻ quẹt đây. Cầm thẻ ra tay à? Vâng, cầm thẻ ra tay. Đấy, quẹt. Quẹt nhé. Quẹt rồi. Đây, thẻ blue đây rồi, anh cầm rồi. Đi đây à? À, ôi dồi, trước nay mình cũng biết được mấy cái này đéo đâu à, khổ. Với cả có một cách nhanh hơn là anh vào Badica anh mua luôn thẻ. Anh dùng Scrap mua luôn thẻ. À, hả? Mình phải khám phá. Ờ, bây giờ phải đi lấy thẻ đỏ nữa. Thẻ đỏ trên giáp với cả... Đi qua sân à? Đi ông đi qua sân. Ờ, em ở nhà em lung nung xuống cua. Ờ, Pháp ở nhà đi, đừng để đột kích. Em ở nhà em lung xuống cua chế đạn nữa. Hết đạn rồi. Nó quý giò ở bên đi trong lọ. Cái thẻ đỏ trên giáp với cả đâu nhỉ? Con mất rồi, cái gì gần đây nhỉ? À, qua tờ trên mình, qua tờ bà lang. Tay mình vẫn lầm lầm cái thẻ khổ. Bây giờ mình phải đi lấy thêm một cái thẻ đỏ này anh ạ. Gần bao đời. Đâu rồi? À đây rồi. Có ai có thức ăn cho anh sắp chết đói mẹ 28 thức rồi này. Chết từ không, nãy giờ đéo để ý khổ chạy. Nó chạy đến đoạn nữa là được có một cánh rừng lắm này ở trên đầu. Thế à? Tối o mày còn đéo có đèn pin, à khẩu súng này có đèn pin mà. Súng có mà anh em đi. Mẹ khổ, có đồ ngon thì đéo dùng. À, mọi người cần đạn vàng hay đạn đỏ? Đạn vàng, bắn xem đi. Ờ. Cái đạn thung sơn thì cứ em cứ cắt thế. Để cũng có người cầm thung sơn. Bây giờ phải chạy đi ra nhặt xem là có cái nấm nào đây không ngon. Nấm đỏ đỏ đậm. Đi nó chạy đến đoạn trên này rồi có đoạn xanh xanh thì vào lắm. Đấy, mẹ lại chín nhau thanh lọ. Mẹ lại chín nhau thanh lọ. Ừ.
Này khu rừng đây là đi kiếm đâm ra anh. Không đến rừng cho em. Cũng chậm quá. Đến rừng rồi. Anh còn 11 thực. Mày thực thì máu chưa tụt mà lo gì? Ơ thế à? Hết thực xong máu tụt à? Vâng. Ồ. Đâu rồi, nấm đâu rồi? Thằng nào ăn hết cả nấm đéo hiểu. Hết nấm này chiếu thì là thằng Đạt. Ăn. Không thằng nào được. Đại Đạt rồi. Thôi em bảo rồi, bây giờ qua cứ lau qua lau sai đấy, bên dìa lau sai rất nhiều những cái hòm thức ăn. Đi đi. Rồi. Đấy, đấy, đang chạy đấy, sau đấy. Lưng thằng áo đỏ đâu đây? Chờ em đi với, ở nhà chán quá nè ơi. Chế đồ đi. Em có học cái gì đâu mà chế tứ, đừng có lấy đồ tứ chế mà. Thế đấy, chứng tỏ mày chơi mày có gì đâu, ừ, mày phải học cách như anh này. Đấy, nào bắn đấy. Em vừa bắn, đi gấu vô. Anh đi chặt thêm sunfu gỗ với lại metal đi, về nhà em đúng chưa? Đi đi cái ơi. Đâu? Đó. Địch vào đồ nào? Đấy là cái thằng máy mà! Địch đéo! Gì là luôn anh ạ? Vừa em không biết thằng đó là em thấy thằng đó tao lại tưởng đâu là người chạy lên chào nó xong rồi. Ơ đi! Ơ đi! Lại dữ rồi! Đéo nó pháp này còn cho nên chạy đến chào khổ tôi không? Tứ kêu gì em mới biết à. Sau em phải kêu em gọi Tứ tao quay lại bắn nó mà. Thì mày tới quay lại cho Tứ bị nó bắn chết luôn ạ. À. Phao bảo anh ơi có thằng nó bắn em ạ. Cần lìn là AI mới chạy. Bắn đó. Ơ có thằng chết của ông chết đây này. Ơ có cái súng đội đầu này. Soi đầu này ngon quá. Xin luôn. Có thức ăn không anh? Không. Thằng nào vừa chết rồi đấy. Ồ. Chắc bị bọn AI nó bắn chết. Có súng của anh. Đi 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 đi. Anh còn có 66 máu thôi. Phạm ở nhà em ngung đạn, em ngung xong rồi em đi xem. Thì còn ít đạn quá, sợ tí nữa nếu mà bắn không đủ đạn đâu. Em không còn mấy. Đi bánh tứ chỉ có pháp rồi chết thôi. Ok, nằm thì gấu đi ăn nữa. Gấu đâu? Em vừa bắn gấu mà. Rồi chết ở đằng sau còn đâu đó. Vừa đói vừa tu câu bắn gấu sao em không có thấy con à. Thú nào đây để con nấu tí ăn khổ. Đây, đây anh em mình làm thịt thú rừng vậy. À dạ, quên mất. Chặng đường đi học mỗi mấy cái làm này mà sao nó khó khăn thế. Bây giờ cứ qua đấy đi. Tôi rút ra rằng thích nhất vẫn là vào anh em ném đồ cho. Đấy. Có sói này, có sói. Đặt thịt sói đi để anh làm cái đây, sói này. Đâu? Đây canh rồi. Anh sói đi để đặt cái gỗ để anh làm cái sói đấy. Sói đấy. Nhanh lên, thầy giáo là phải nấu ăn cho chó ăn đấy. Đây. Có canh đâu rồi? Đấy, trên trên này. Đấy, em đang ở dưới chỗ con sói này. Cầm bên đây. Em không có cái cào đâu, không có cào thịt. Không có cà thiệt á. Thôi để em dùng đá nhá. Nhưng mà đá đập được ít thì lắm. Từ đấy có cái cà thiệt đây. À nhưng mà đá đập đéo được. Ui đi bạn, em vừa nghe thấy có tiếng. Ui đi. Phải luôn. Cấu à? Ok anh ơi, thịt nó luôn anh ơi. Thế thì lên đâu, thức ăn đâu, sao nãy giờ vẫn đéo thấy có thức ăn nào? Thức ăn thì đang làm cái lò để phân lò làm đi này. Em, để anh lên anh giết nó cho. Mẹ con chó. Gấu đâu? Đã được mỗi hai miếng thịt. Ông kệ với chúng tôi à? Ông kệ với chúng tôi à? Lấy thịt thôi, nướng thịt gấu ăn đi em. Có hai miếng thịt thôi. Mày có anh còn 24 máu. Ai thứ anh giúp còn thêm máu không? Còn băng đết đấy. Anh băng đết rồi. Đây vứt thịt rồi nha. Đây vứt thịt sói rồi đấy. Đợi đi. Mẹ này có cái nỏ mình không chịu nhặt về ta. Cái xác mà để ra bao lâu nó mất hết đến 30 phút. Không chết được đâu, đừng tâm, chết được sao được. Anh đứng ở đây nó có hơi nóng. Con pop ấy, con pop ấy. Còn chết, đứng kia sắp chặt. Đi bên tụi em nó không sợ chết anh hiểu không? Trời ơi, nông nâu lâu. Đéo ơi, sao mai không chín được miếng thịt? À đây rồi, mày quá. Tớp. Chảnh nhanh. Chảnh nhanh, mẹ đói bỏ mẹ.
khổ. Quay ra là mất cây được. Này anh có cái mũ này, Hunter cầm này. Được rồi. Đấy, anh đội mũ này, mũ này đẹp lắm, anh đập đội đi. Thôi anh đội cái mũ có đèn này rồi. Mày đội đi. Đồ ngon mày dùng là gì? Cái đấy chứ chống đạn tốt. Chống đạn gì nó bắn cũng như câu nè. Tắt đi đây. Tức là chúng ta bắn cái cây semi để táp từng viên nó lại chuẩn hơn á. À đây, 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 thấy... đây. Nó rất gần hơn em. Đúng rồi. Mày cầm cầm AK em xé toàn lên trời không? Uống nước đấy, ăn thịt đấy khác rồi. Anh có nước rồi. Khổ hai thầy giáo kiểu thấy học trò nghèo phải tự đi làm nước non chuẩn bị. Bán chú rồi, học đại học bán chú. Nhà bao cấp cũng phải khá to anh ạ. Thế à? Nó ở vị trí nào em? Không biết. Sao mày biết to? Thằng đầu đàn đấy. Mình đạt đấy. Vì thế em xem stream làm gì, bạn bảo team mình đi soi stream đó. Anh em mình gì vậy? Mình có đăng combat đâu, combat đâu. Anh em kệ mẹ thôi, con lại bảo mình soi đấy. Cái bà nghĩ gì rết ngày này bay à. Bọn nó lại tập trung trước cửa nhà mình hả? Thì đây anh ơi, ăn thịt đi anh ơi, cho nó đói. Đùi à, thịt đùi anh. Úi dồi ôi, khiếp. Rồi, 286 thực rồi, đi rồi em ạ, cầm theo thịt đi. Cầm theo cái thịt sống này đi là tí nữa còn nữa nha. Rồi, phép gắt vậy? Chết rồi, mẹ mày, qua đây đòi hả nào đây? Phép chết à? Không, rồi. Phép, phép bắn tội gì? Cứu rồi. Hả đây? Nó vào nhà mình nó đàn ở nhà ngoài, bắn chết rồi. Vào, thế đéo này nó vào tận nhà đàn được. Chết rồi. Ở ngoài nhà. Chết thật. Đi. Anh nghe nói là nhà đạt nghèo lắm em ạ, chúng nó chỉ có cung thôi. Anh em mình sang chắc là anh em mình chỉ có ỉa phát là chúng nó chết mẹ đái, đứng đấy đái nữa chết mẹ rồi. Tìm anh đạt như là 6 người hay sao ấy. Tìm mình. Tìm là nó cũng băng. Xem. Hơn tìm mình 1 người. Tìm đấy toàn thợ kiến trúc thôi chứ không có. Đạt đéo bao giờ có những cái lần đi học coi như là làm súng như tôi này đâu. Chắc vào chúng nó ném cho đồ dùng giống tôi trước đây thôi. Đến bây giờ tôi mới coi như là tầm sư học đạo như này. Nhưng mà thế mà là lúc nãy team Bangkok như giết team mình đúng không? À, bọn nó bố lao. Trinh đã coi lại con dám. Sao thằng này thấy mình đã bỏ chạy? Thì mày vừa bắn chết nó xong, mày lại còn hỏi sao thấy mình bỏ chạy thì sẽ... Giết người như mé, hung thần ác sát mẹ rồi em ạ. Đây, sao mình chạy đến cái chỗ này hả? Cái chỗ này tên là cái gì em? Waiter Chipman à? À rồi, việc đầu tiên là mình sẽ đến bến cảng. Rồi, bến cảng xong rồi đến Waiter Chipman. Rồi, nhớ rồi. Đây còn lấm này anh, tí sẽ quay đây còn lấm này. Lấm này. Không, anh ăn lấm, anh nhớ ăn lấm nhá. Mày đừng... Đấy, được. Đấy thì cứ kêu lấm không có, bây giờ có lấm không ăn. Không, anh ăn nấm chứ anh ăn lấm. Mày là... Sở streamer đéo gì toàn gọng để luyện đi em. Sở streamer đang chuẩn bị tứ đang đi vào con đường sở streamer KOL. Thế đéo nào lại... Em phải luyện đi. Nó ngấm rồi. Da. À, cái cây này cái đạn nó từ ít rơi hơn mấy cây kia đó anh ta. Cái nào? Cái xe bay này, bắn đạn vào anh. À, đầu tiên phải vào cái nhà này. Đấy rồi, khiếp chẳng nó thuộc đường thế. Rồi, đi vào cái nhà này. Đấy kìa, hồng kìa anh kìa. Vào đi anh. Hồng xanh kìa. À. Nhưng mà hồng xanh này chưa phải hồng xịn nhất đâu. Phải mấy cái hồng mà hồng xanh mà nó bạc đấy, hẳn đấy. Rồi, trong này có, đéo có cái gì em ạ? Có mỗi cái camera phò phạch. Không ạ, anh cứ lấy hết về để phân giải. Mình lấy hết về để phân giải. Camera để chế turret này, camera để chế turret. Ở nhà có mấy camera rồi. Đây, ở đây. Tớ đi đường thấy thua chặt này không tiếp nha. Rồi chết rồi. Thằng nào đấy? Cậu biết. Vin xe ra. Mày mày nó bắn nhanh rồi à. Mẹ thằng mất dậy soi sửa chim xong rồi vào mẹ rình bắn ạ. À. Nó ngáy sò à, em cũng chả biết luôn. Thế. Anh nhặt được cái Rippler body rồi em ạ. Đây. Rippler body đấy để chế AK đi anh. Ờ đấy, chế AK đúng không? Đây này. Cầu chì trên này anh à. Cầu chì trên này. À, lại phải một cái cầu chì lắp vào đây. Sao là thơ non lên.
Thơ non bên này. Thơ non. Đi chạy. Chạy. Để cho nghe không nó hỏng cầu trí. Cầu trí nó có thời gian. Đi lên xuống. Bye bye. Ê, đi Busan, đi Busan. Tự nhiên mình đi đeo cái kính phò phạch này. Ra đây. Thân này. Quay đi. Quay này, dài bên này. Xa lắm anh. Cái quả thính này kiểu này bay bay của mình rồi. Đây nhà rồi. Qua bên này đầu thả cái anh ơi. Ồ, thính ngay gần nhà mình luôn nè mọi người, về nhà đậm thính đi. Nó thả gì chưa thả đúng không? Bây giờ anh về thì mà sao kịp. Chưa. Đây. Thả đi, lấy giết. Từ để coi nó thả đâu đã. Đây nó thả cái chỗ này. Ba bốn thằng pháp giết nó quay còn giết được em đấy. Thế mà pháp còn giết được. Hunter có vẻ khâm phục pháp rồi đấy. Lần đầu tiên anh thấy Hunter nó khen một người có kiểu tâm phục khẩu phục này em ạ. Chứng tỏ là mày phải rất là... Ê, xa vậy? Ôi, xa lắm. Đi. Tiếp từ nhà còn có gì để bắt không? Ở nhà không có gì cả. Rồi, có một cái khẩu SMG Body. Đấy. Cái đấy là... Một cái Rechainable Battery, tức là một cái pin có thể sạc được. Anh có khẩu súng rồi chưa? Một con dao quân sự. Chưa, chứ là khẩu súng nào? Cái lắc luôn. Trong này không phải có súng đâu, anh nhặt cái đó đây. Quay, alo, đi thân không? Ô, anh có nhặt được một cái điều khiển từ xa em ạ. Vâng, cứ đem về hết. Để về làm ô tô đồ chơi, ông chơi. Đây. Đó trong này. Bây giờ turn on này lên à? Ui, phóng xạ à? Không thể đó trong này. Rồi. Cái gì nổ đấy? Phóng xạ, em ơi, đi ra ngoài phóng xạ giảm máu kinh lắm. Bác cần tới chưa? Ô, mà anh cũng phải mặc phóng xạ chứ. Anh không mặc đồ phóng xạ à? Phóng xạ anh để nhà rồi. Rồi. Mày lên mày tăng dạn bắn. Cái đó đừng ra để đây để. Đi, đây. Đi qua sân này. Em đang bơi qua đây. Tại sao không có cái nếu nào nó cứ máy bay lên nó nổ. Đứng trên á, không được không nhảy lên trên đúng không? Nó bay để nó. Đi, ra đây. Ông nào làm máy bay vào đây nổ máy bay ở đây đi đâu hiểu. Để xuống em nữa. Không phá không. Khổ. Ai đúng rồi, nhảy xuống. Nữa không mà. Để xuống luôn em tớ. Nó nhảy được cao quá, đéo nhảy được. Được không được, kẹt lửa rồi, không nhảy được. Nó hết lửa rồi anh ạ. Anh cứ uống nước đi. Đây. Vứt lại uống này, giảm phóng xạ này. Uống nước, anh cứ nhấp một tí. Cái này là ấn nút chuột phải chuột trái để uống em. Không, anh cho vào cho đồ, anh cho không đồ ấn chuột trái. Có cái nút, có cái xuống này. Một lần tôi toàn bị nhầm giữa mẹ cái này cái kia. Này anh ném giải em này. Không, anh có lẽ tao bị tăng phóng xạ không? Anh hết rồi, hết rồi. Không sao. Rồi, xuống. Sao? Xuống. Anh tử rồi. Anh ở dưới, đây bên này. Thế thẻ đỏ đây, giúp lấy thẻ đỏ chưa? Rồi, lấy rồi. Rồi, qua lao sai đó, để chạy thẳng qua lao sai rồi. Vào lao sai. Có tiếng máy bay nha, có tiếng máy bay nha. Cứu anh tời, đi mẹ nó bay. Bay bay cái gì? Chúng nó mẹ giặc Mỹ càn à? Bắt không không? Để biết thằng không phải tụi nào ấy, nó lấy cái bài gì đi. Tôi phải tự chế một khẩu súng chính tay mình chế nó mới cảm giác nó mới quý giá này anh em ạ. Súng toàn anh em ném cho bắn xong cười sướng hú vớ lỡ. Chả có đi chết cũng cười, sống cũng cười. Thánh nó rất cày rồi thằng ấy giờ làm sao tới? Đi nhặt thôi. Mẹ nó rất cay chỗ cái thằng áo xanh hôm qua đấy. Thì bắn chết thằng áo xanh. Ô, anh không có đồ không xạ à? Chưa, nghe thấy tôi tính máy bay tụi nó gần lắm nha. Nó vừa nhắc xong đấy. Anh bay máy bay không xạ. Thôi đập thùng đi đập. Không, em gì anh cần gì phóng xạ? Không, vào đấy là phóng xạ đây anh. Phóng xạ cực kỳ nặng luôn đấy. Đây à? Đập thùng xạ. Anh chế được nhưng mà bây giờ phải kiếm đồ để chế. Không chế đâu, cứ đập thùng là sẽ có. À, có mấy cái hòm đỏ ấy. Đồ phóng xạ. Vâng. Có thằng ở gần đây luôn nha. Pháp có được rồi, bây giờ anh một mình chạy vào, anh vứt hết đồ chúng mày cầm, rồi anh một mình chạy vào, anh cố gắng, anh làm nhanh, bước như nào mày bảo được. Phải chạy đến đưa tỉnh cái tòa nhà không kịp đâu. Mình có phải đem, mà anh ruộng, anh Tứ đã đem theo bình nước chưa? Kéo cái bình nước to chưa? Chưa. Đúng rồi, thêm anh rồi, anh định nhảy lâu xài á. Đang bảo đi dọc đường lút, nó thật, quên mất mẹ nó mà quên phải. Anh đã bảo với mày là dạy giáo trình nó đơn giản thôi, giáo trình từng bước không, nhỏ một thì... anh hiểu không, lên đấy là phóng xạ tăng vọt đến 200%, anh phải uống, anh phải đem theo bình nước em cầm thế này. Tức là kể đấy. Cả mặc cái áo kia vào mà vẫn phải uống nước không, vẫn, kể cả được bộ phóng xạ luôn là sẽ bị, đấy là chưa kể hai anh còn không mong phóng xạ nhé. Thế chắc lên đấy cái lúc sau anh em nhiễm phóng xạ mẹ chim dài ngoằng ra mẹ luôn. Thôi bây giờ qua được mẹ biến lên đây, chết thằng này, đứng sang này, tụi nó có hai thằng này.
Rồi Doom giờ chán rồi. Lúc thính mà đâu mình run ghê ta. Anh Doom biết người run chưa? Lúc lẹ xong chạy hơn. Chưa anh đã biết cái gì ở trong này đâu. Còn một thằng ngay chỗ em ở bên dưới con đường này lúc đồ. À thì cần số mà cứ lút thôi. Đang bảo dậy Doom lấy súng mà, kiếm súng mà. Ba thân này ngon quá, thôi đi về. Đồ có xa. Chạy về đi. Chạy xuống chỗ này mà. Chạy đường rừng nữa. Em đỡ giết bạn anh thôi, đừng giết em anh ơi. Sai. Phải lên. À lon sai. Rồi ok, lon sai rồi. Ui kìa, đồ ngon lắm anh ơi. Mà lon sai này là bắn xe tăng, phá xe tăng là cũng được. Có cả gà đây này. Đi hai thằng nó sẽ bắn hên xui. Nó chết một thằng rồi, chết một thằng rồi. Đi về. Còn một thằng mà nó đang lút ngay bên con đường á, đi né đường đi ra, đi né đường cái ra. À, cái thằng cái tăng đúng không? Ừ. Cái tăng nó phải là thằng Việt Nam đấy. Đây là giết không phải thả lại trước lại rồi. Thôi mà tránh nó ra đi lại mất không? Nhà mình đầy Hamasu rồi, quên đến giờ không ai mặc. Đi về ngồi từ từ, ngồi lại coi góc là cái đồ gì à. Và đi cu trai anh cầm mấy bình nước mấy bộ đồ phóng xạ. Em đang chạy về. Em đi tàu cho nhanh nha. Anh ở lao sai rồi, giờ đi em đi thuyền cho nhanh. Biết lái thuyền không? Không, em không có mang theo xăng. Xăng ở nhà đấy. Nhưng mà em không có mang theo. Pháp với cả Riku San ấy luôn đi, cùng một làm việc luôn, có lại bảo nhà chán có việc gì. Đâu ở nhà em đang chế đạn cho mấy anh bắn. À, chúng mày tó mẻ với nhau ở nhà đúng không? Tôi bắt quả tang. Bây giờ lúc quay này nó có các cái thùng nồi nhỏ không vui nồi nhỏ anh. Hai đứa nó tó mẻ kìa bạn. Để thức ăn đó. Đây là các này nó hay có bình nước này. Đừng có sao này, có cái đình ba này, uống được sao này. Cái này toàn bị la vi đâu, không có con thua. Em về nhà đi. Em đang bơi mà. Có cả bình to mà, có bình to. Bình to hiếm đấy. Đi đường bộ lâu lắm. Để giúp anh kiếm thôi. Thế để em phụ máu đã. Anh để xe tăng nhá. Xe tăng nó ra tận đây đâu mà. Xe tăng đi đường này. Khu này là khu phóng tên lửa, thằng nào nó gọi là lon sai. Bây giờ mình phải chạy lên nóc, là nóc chỗ nào? Đấy, cái tòa nhà to đấy anh. À, tòa nhà to kìa hả? Mẹ này. Alo. Này khéo mai vào thấy nhà mẹ tan hoang. Bây giờ mình đang ở trong nhà người ta và mình đang cầm một quả bom, mình có nên ném không anh? Thôi, đấy, làm trò đấy. Mình đi về, mình thanh cao đi về, cái gì phải chơi. À, dạ vâng ạ. Tớ em dành quả bom đấy cho thằng Đạt, còn lại đi. Ok. Dành quả bom cho Bangkok. Bang mẹ Bangkok nha em nhé. Quả Bangkok là không bang nào thù địch cả. Đúng rồi. Bộ này địch mẹ dùng sâu cạc hay là gì? Thế đứa nào cũng địch mẹ cũng có giọng nữ rồi. Pháp bây giờ mất điểm tin rồi. Pháp bây giờ khổ, ok. Toàn tình gái xung quanh sung sướng. Hóa ra là toàn trẻ con chưa vỡ giọng. Đâu, không phải, đây là Thanh Lọ. Và em xua là đây là Thanh Lọ và đây là giả giọng. Nghe cái giọng. Phần mềm giả giọng thôi. Không phải, tại vì Thanh Lọ là nam mà. Thanh Lọ đó giờ ấy mà. Ồ. Thật đĩ còn có đĩ yêu nước. Bọn tôi cần gì. Sao em? Mẹ xe tăng kìa. Cái gì hết xe tăng rồi. Bởi đó từ cái nhà mà anh em mình bắt đầu vào. Alo. Để bắt đầu ấy nhỉ. Nó ở đằng này cơ. Ý bắt đầu bắt trực đến anh ạ. Cắt súng luôn. Cất xuống đi anh ơi. Anh cất rồi. Em cất rồi. Cất xuống. Này nhà lúc nãy anh em mình vào ở dưới này. Thế rồi. Mà anh hồi nãy sao em nghe cái giọng con này nó trong trẻo vậy anh? Rồi. Không, bây giờ anh nghe lại đi, anh nghe lại thấy khác hơn. Không khác. Thôi đó rồi, xong. Đang lấy máy bay về nè. Đừng bắn. Em. Anh thơ nói rồi sao nữa em? Đừng. Ê thằng đầu khác bắn đấy. Anh cầm cái xe đi này. Rồi, máy bay nổi. Cầm chết rồi. Em. Chờ tí đi em chiếm con đét đã. Em cứ ngủ quá, chiến nhận ngủ đấy. Ơ đi. Em cái túi ngủ đấy lâu thế. Đi anh à.
đi vào cái máy bay kia nó bắn đấy. Anh tưởng là mình không cầm vũ khí nó bắn à? Không, thằng này là cái không phải giống Henry. Không, anh đã anh nhìn những người đấy nó bắn. Anh Tứ đặt theo cái túi ngủ ở chỗ khu vực nào đấy? Nó sai em. Cái cam 14 á. Cái anh ghi giữ Hunter ấy. Lon sai. Cái nào anh ghi giữ Hunter là đấy, anh giấu cái. Mà em bật một gờ mát lên còn không hiện chỗ nào mình chết cơ. Thấy hiểu. Là do à mà đúng rồi. Có mà. Đấy em đang đứng ở đấy gì nữa. À, ngay bên cạnh là có mấy cái hòm đấy em, lục dưới đất ý. Ngay bên cạnh có mấy cái hòm. Lấy rồi mình mặc rồi. Ui bạn trực thăng xong nó bay tận chỗ anh em mình này em ơi. Cái hòm gì anh Dũng? Thế em phải bỏ anh xuống vào đây. Đéo mẹ. Hành trình học hành sao nó khó khăn thế. Cả Henry nó đi theo mà. Henry nó bảo vệ mà. Bay trên đầu sao nhỉ? Con Henry tới đấy, được cầm súng nha anh ạ. Ôi đi mẹ. Kiếp pháp đang chửi ai đấy? Thằng thân lọ. Tất kể sao bắn đó, mình cứ bắn đó hết rồi. Đi anh ơi. À với tôi bắn nói sao đúng không? Nó đi rồi đi. Áp bảo bắt đầu nó bắn đi trước mày. Lúc thì nam, lúc thì nữ đi mẹ. Lúc này mình mang đúng đồ mà cam bắn ạ. Sao ở đây đông nhỉ? Cái thằng kia tốt này bắn kinh gãi một phát vào đầu luôn. Xoẹt luôn. Chưa kịp biết như là. Sơn tăng lên anh cả thằng. Mày cứ chạy nào, anh chạy theo thôi. Từ mấy xe tăng đi quanh lâu sai đấy. Lấy là cả canh Hướng Dũng vào đấy là phải mấy xe. Đám anh có Tứ đây rồi. Đi qua đây đấy, đuổi đây này. Ôi, cái gì nó màu tím nó đất ở dưới biển vậy? Có máy bay em ạ. À không. Đi cửa khác. Má, anh để cho cái phóng xạ nó lên cao thì anh uống nước cho. Đây, anh trả lại con tịp phóng xạ đéo. Chưa, tầm này. Đây, phóng xạ, đây, phóng xạ. Anh vào trong nhà mà có phóng xạ cơ. Ở bên đâu? Anh là thằng nào? Vào đấy là như kiểu chạy marathon luôn đấy. Gì đâu, vấn đề gì đâu mà. Bình thường mà. Mà sao lúc thấy nó giọng trên nó đâu có, nó giọng nam mà này. Mẹ bộ này. Thì đó, em mới bảo có lúc giọng nữ cái lúc này là nó chơi online lâu rồi, nó gặp thằng nào là nó giả vờ nữ để được chiều chuộng đã. Xong rồi không đề phòng. Đúng, nó bắt đầu nó mới tụt cu ra nó đút. Kiểu không đề phòng ngồi kiểu cúi người xuống ấy, chổng mông lên thế là thôi. Chồng sọt phát. Nó xít lừa anh Dũng may mà em đến. Ờ đúng. Dám giả vờ gái mẹ. 4 năm thằng thì nó cứ đồ nó tội đấy là cái tội rồi. Không thể tha được. Tội đấy là tội xứng lăng trùy. Mẹ giờ 4 năm thằng này đi quay cử đồ chạy quanh nhà rồi này. Mẹ. Nên là phải thẻ xanh lá để quẹt đến mở cửa. Ờ em quẹt đi. À có màu xanh lá này nó thẻ xanh lá. Rồi lắp cầu chì vào đây. Lắp đi anh. Thôi nó. Đây lắp cầu chì đây. Xong. À một cái cầu chì nữa này, nhặt đề phòng. Rồi, đi đi. Học hành khó khăn quá. À, bạn ấy sẽ đang đến nổ lắm, nhiều đồ lắm anh. Em tin anh sẽ thành công. Không thì anh cũng sẽ thành thục. Anh tin rằng anh sẽ có một ngày được ấy em. Tin. Em thì không cần phóng xạ bắt đầu lên đấy hả? Phóng xạ lên rồi. Có gì đâu anh chả thấy có phóng xạ đéo gì luôn. Chờ chút quay lại để em tìm cái điện nhà một cái chỉ số nó tăng lên anh. Anh không thấy chỉ số hiện luôn. Không, mặc dù là ngay này có cái âm thanh nhưng mà chả thấy chỉ số đéo gì cả. Ỉn mẹ lại con sói đúng đấy ạ. Ơ đi. Hắn tơ thì đéo nào mẹ. Người thì đéo giết được, sói giết này mi sói rồi. Nghi lắm. Sao Tứ lại chạy lại phòng em đéo ấy? Em chưa. Tắt này đi. Đây là. Em đang quên cái vị trí nhà, cái một cái nhà thứ hai nữa. Nó bình yên
biết mày con này nhảy cao vậy. Mày lại con gấu à? Anh đợi em 20 giây. Thầy giáo quên bài anh em ạ. Đang phải dở ra để xem lại giáo trình. Đấy, nãy bây giờ không. Nó lại biến mất rồi anh này. Thầy giáo quên bài. Sao thằng này nhảy cao vậy? Hack à? Nó cũng biến được luôn rồi. Ví dụ nó bay đi, cái xác nó mất đi chứ. Hack rồi, hack chạy cao à? Thằng tôi nghe như sếp vậy. À như... như hấp lại. Cho đi code nó vào à? Đây. Bỏ đây. Đi code của em, để em qua em nghe giọng chữ ý em nói nè. Rồi à. Rồi lại nào. Đi. Giờ như nào? Đấy, qua nhà đấy, anh cần một cái cầu trì rồi đúng không? Ừ. Rồi để em nói cầu trì này mới vào đi, cái cầu trì. Rồi, xem nào. Đi anh ạ. Đi. Thực ra nó có cái dây điện đây mà, sao mình không chạy theo cái dây điện nó ra mà. Đấy, đang chạy theo đây. Mấy là con xe tăng nó chặn đầu. Thanh lọ này thì lên đỏ. Đập đá vô cái đầu rồi này. Thanh lọ này thì cứu em. Đầu nó nằm đâu. Dạ gái này. Dình đốt đít tao này. Chọc tao này. Chọc tao này. Chọc tao này. Xem bên này coi. Ugo, xe tăng nhá, là bắn anh nhá. Chạy theo em. Chạy đây. Chạy thẳng đây. Ui đi, mẹ thằng bỏ mẹ anh chết đây rồi, đi có mẹ nào, con chó bắn vừa thôi. Mày quá vẫn còn 88 máu. Ui. Không chết đâu, không chết đâu. Hai bắn đấy. Xe tăng bắn em ạ. Xe tăng bắn là dạ đau đấy. Anh còn 50 loét. Vào trong này chắc là an toàn rồi. Ném một cái cầu trì đây. Đây, ở trong này khẩu súng nữa này, tứ này. Đây cầu trì này. Trong này khẩu súng này. Cho mở đàn cái cái cu san, cu san. Mở cái đàn cái. Đi đây anh. Đàn xong. Ok em. Phải biết đàn mới đàn được chứ. Nhặt khẩu súng trong thùng cho em. Nhặt rồi, đi. À, đúng rồi. Tức là mình sẽ phải chạy một dọc quanh các cái thẻ đỏ đi anh. Phòng này rồi thẻ đỏ. Hai. Cái này bắn chuột phải để nó đào mà. Rồi ra đây sườn đầu lên rồi. Anh để ý nha, uống nước là ra lên mấy chục cái. Có bé gái nào gọi anh Hunter hơi kìa. Bé gái đéo nào. Tốt rồi, có chim ấy. Bé gái có chim đây. Bé con kẹt. Uống nước đã. Máu vẫn đang giảm. Cuốn bandage ngay. Uống nước cho nó hết. Tìm đường như thế nào? Em phải nhanh chứ. Rồi, vào đấy chạy này còn tìm đường. Không sao, không chết được. Mày đùa anh à. Rồi sẽ chết thôi. Tính mạng như rèm treo trước gió, khổ thân tôi. Ở đây rồi. Đi anh à, qua đây. Nhìn quá nhờ. Như này. Anh Tứ quên xem lại video ấy, có video hướng dẫn loot đấy. Thuốc chống phóng xạ, có thuốc chống phóng xạ từ từ đã. Không sợ, không chết được đâu anh. Uống nước, anh uống nước mà là không chết được. Cứ cầm can nước nhấp uống cuộc cho giảm hết đi. Nó giảm sạch, nó tăng lên. Không ngại đây. Rồi. Điều nào? Bên nào ta? Đi. Điều bên nào nhỉ? Kết thúc rồi. Đời chiến tôi cô liêu quá. Thế là hết.
Thầy giáo lẫn đường tên này có chết tôi không? Đây. Nó canh chạy đâu đấy? Xuống lại đi anh. Đi đường đi anh, đi đường đi đường. Anh đi với đâu được mày? Nhìn sang, nhìn sang, nhìn sang bên đấy, đối diện đấy, bên đối diện đấy. Đây. Đấy. Đấy. Lên đúng không? Không không, ở sợ. Cái bên đối diện đấy, cái chỗ cột đấy à? Rồi có kiểu thang, với có cầu thang trèo lên. Ờ, có cầu thang trèo lên đi nhỉ. Nhưng này nó không phải em ạ. Đấy, đúng rồi, canh trèo hẳn lên. Anh chết bẹn nơi rồi. Đây là đúng rồi, anh hết máu rồi mà chết. Anh còn 11 máu ấy này. Sao hồi máu lên, anh quấn đi. Đây, thuốc chống phóng xạ này. Thuốc chống phóng xạ uống rồi. Phóng xạ còn thua đâu. Uống nước vào với cả đem băng đem nhiều vào không chết được mà. Chắc anh sắp đi rồi. Anh quấn đi, quấn liên tục vào. 8 máu chắc đi rồi. Quấn đi, quấn anh đang đây quấn anh. Đây quấn mỗi lần nó lên được có mỗi tí ạ. Liên tục vào đi, để em đây anh vừa chạy vừa quấn được. Đi em đây. Ok. Lên này. Em bên này. Vừa chạy vừa quấn nha, anh thiếu băng đét thì anh bảo em. Rồi, đây, vừa chạy vừa anh quấn. Anh nhảy đi phóng xạ của anh nó lên tầm 15 thì anh lại uống nước. 15 rồi, nhưng mà anh phải quấn đã, anh còn có 5 máu, anh chết đến đây rồi. Anh uống nước nó cũng lên, anh uống nước nó cũng lên máu. Đấy, nãy đi máu. Bao lâu không thấy bộ phóng xạ nào rồi, đi. Anh uống nước đi, anh uống nước lên lên máu. Uống đây. Lên tiếp. Khổ quá. Còn bao nhiêu máu? 15 máu. Chứ chết sao được, khổ nãy giờ anh không để ý. Đây này. Rồi. Đây. Thì anh nước đã, nước. Đây, nước. Nhưng anh hết bắn đét rồi. Bắn đét đây. Này thì nhảy đi. Thôi đặt turret đi, đặt sau đặt turret thôi. Đây này. Cam. Ít nhất thì tôi cũng phải lên được đến nơi, ít nhất tôi cũng phải nhìn thấy được cái chỗ khẩu súng đã, tôi mới an nghỉ được. Còn lại thì cái tầm này trước thì an nghỉ được. Anh uống nước là nó lên mà, lên máu mà nó có bị. Anh lên để đâm á, dễ không? Được rồi, đúng hên xui có súng lắm. Đây anh à, full loot đây. Đây. Đây rồi, vâng, cuối cùng tôi nhìn thấy được rồi. Đây, có mấy cái hòm bạc đây, thuốc bạc nổ bạc. Đây rồi. Anh em phải thấy thuốc nổ rồi đấy. Yên lòng mà an nghỉ được rồi. Có chết thì cũng coi như là ngậm cười nơi chín con nhà bà suối. Thuốc nổ thuốc nhất đây đấy. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã tầm sư học đạo. Biết được chỗ lấy thuốc nổ này mang về rồi đây. Rồi thì tí anh chết bây giờ từ cố gắng cầm đống đồ này về. Gửi gắm lại đống đồ của anh xuống đấy làm gì đấy? À. Đi xuống. Sao ông nhảy bẹ luôn này cho nhanh. Như này anh. Nhảy chiếc cao xuống luôn. Anh đi điên à? Anh chết đây, anh đi em nhá. Còn bao nhiêu máu rồi? Chết, chết. Một uống nước máu mà. Anh đầm rồi. Anh uống nước đi vào. Rồi, hết nước rồi. Chết luôn ạ. À. Anh về nhà đi, đoạn nào cũng xong rồi. Ờ, về nhà thôi. Xong rồi anh em ạ, về nhà rồi. Như vậy là ngày hôm nay tôi đã tầm dược đã tứ trăm người, anh còn mấy đồ đấy, nhiều đồ phết đấy. Đấy, hôm nay tôi đã tầm sư học đạo xong, chúng ta muốn lấy được súng, anh em nhớ vị trí chưa? Đấy, vị trí là như vậy, chúng ta leo lên trên và chúng ta về. Mặc dù chúng ta chết giữa đường nhưng mà thôi, thế là thành công rồi. Thôi anh em ạ, hôm nay súng về mới là thành công chứ. Hả? Súng lên lấy về, thuốc nổ, thuốc nét đầy rồi em ơi, anh. Từ nó cầm về mà. Bây giờ xóa nghèo là chơi tiếp anh. Bây giờ mình có phải cầm thuốc nổ lần sau rồi sang nhà đặt đặt thuốc nổ phá thuốc nhà thôi chứ. Đấy, về cái đã được Rikusan chiều nay quả bài. Mẹ rồi. Nhạc chúc mừng. Có ai ở dưới đúng không? Thôi, mày chơi đến đây anh em ạ. Đấy, ngủ thôi. Ô, Pháp có ở dưới đúng không?
Đấy, may tôi không đi cùng tớ thì chúng nó không thằng nào cao được tớ đâu. À tớ vào trong trong đây cứu anh. À đi chết rồi. Chết đấy, chết được. Đi thầy giáo đéo gì. Gà chết, gà chết. Chán. Em có không thể được đâu. Thì nó vẫn mở mà, cửa nó vẫn mở mà. Đâu.